Em hệ hàng bãi thoa máy xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em quay hơi muộn một chút nên em không lướt qua nữa, em vào chi tiết từng sản phẩm luôn cho các bác nhé. Các bác chịu khó xem một chút cái đoạn sau video hoặc các bác có thể tua nhanh qua những cái linh kiện thiết bị mà các bác chưa được việc các bác nhé. Đấy, hôm nay lên cho các bác mã C1 này, có giá là 100.000 đồng một thanh các bác nhé. Ở đây thì em có những cái thanh inox, thanh này là những cái thanh cài các bác ạ. Đây, ở bên trên nó có cái rãnh cài này, nó cài vào đây. Những cái thanh này thì tháo trên những cái khu nhà công xưởng mà họ ngăn bằng cái vách, nhựa ấy để ngăn hơi lạnh ấy, ngăn vách nhựa thì họ treo ở bên trên như thế này. Đấy, họ cài vào đây thì để họ treo những cái tấm nhựa ấy để ngăn không khí lạnh, hơi lạnh. Những cái nhà hàng mà có cái điều hòa mở cửa ấy, thì họ thường ngăn bằng cái vách nhựa ấy. Đấy, họ ngăn bằng cái khay này nha các bác nhé, treo vào đây. Mình về thì mình cũng có thể treo bằng cái này. Đấy, về mình chế cháo các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 1 mét này, 1 mét lẻ một chút này. Đấy, dài 1 mét lẻ một chút nhé. Inox này thì dày là 1 mm nhé, inox dày 1 mm. Đấy, cái bản rộng này, bản rộng ở đây nó sẽ là 5,5 cm thì trước khoảng khoảng 22 cm hay 22-23 cm thì có một cái lỗ này các bác này, khoảng 22-23 cm có một cái lỗ thì các bác có thể bắt trực tiếp lên trần hoặc lên xà các bác nhé. Đấy, giá là 100.000 đồng một thanh cho các bác này. Mã C1 nhé, mã C1 100k một thanh các bác nhé. Ở đây thì em có khá là nhiều, 2, 4, 6, 8 thanh các bác nhé. Ở đây em có 8 thanh kích thước như nhau các bác nhé. Tiếp theo là mã C2 này, em có những cái thanh nhôm định hình kích thước 3x3 các bác nhá. Thanh nhôm định hình kích thước 3x3 này. Đấy. Dài của nó sẽ là 83 cm này, dài 83 cm. Đấy. Giá là 90.000 đồng một thanh nhá, mã C2 này, mã C2 90.000 đồng một thanh này. Tiếp theo là mã C3 có giá là 80.000 đồng một thanh các bác nhá. Thanh nhôm định hình kích thước 3x3 của nó dài là 72,8 nhé, em cho là 73 đi. Đấy, 73 cm các bác nhé, dài 73 cm, giá 80.000 đồng một thanh, mã C3. Ngoài ra thì những cái thanh dài hơn em vẫn có các bác nhé, dài 1 mét hơn, đấy, lên đến 2 mét em vẫn có nhé. Các bác cần loại nào thì inbox em gửi chi tiết từng kích thước và từng giá, từng loại cho các bác nhé. Vì ở đây em bày ra có một ít thôi, vì hàng nhôm này em có số lượng khá là nhiều các bác nhé, rất là nhiều loại kích thước, dài 1-2 mét vẫn có nhé, chỉ có đến 2 mét thôi nhé các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã C4 này, em có những cái đầu phun, gọi là cái dàn phun hoặc là cái béc phun thì các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có gồm 2 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái vị trí, 6 cái vị trí phun nhá. Đây, phun của nó này sẽ có lỗ ở đây các bác này. Đây, nó là bụi thôi. Đây, nó sẽ có những cái lỗ ở đây các bác này. Đấy, và những cái này này, nó được làm bằng nhôm hợp kim các bác nhá. Nhôm hợp kim. Và có những cái con ốc ở đây này. Những con ốc ở đây các bác có thể tháo ra, nếu mà không may bị bẩn tắc các bác có thể tháo ra dùng vòi xịt, vệ sinh các bác nhá. Đấy. Inox của những cái ống này nó sẽ là inox 36 nhá. Tất tần tật là inox 36 cho các bác nhá. À, đây có đế này, đế này nó là bằng nhôm nhá. À, kích thước chiều dài của thanh xà xanh này là 60 cm các bác nhá, dài là 60 cm này. Ở đây có vị trí này, đầu nhựa nhá. Đầu nhựa các bác chỉ việc kết nối vào đây thôi. Kết nối luôn vào đây thì các bác xịt. Này. Đấy, các bác có thể kết nối luôn đầu ống nhựa mềm vào đây. Bơm hơi bằng nước ống nhựa mềm vào đây là ok các bác nhé. Đấy, đường kính của cái ống này nó sẽ là 19 mm, là 1,9 cm các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, giá là 550.000 đồng mã C4 các bác nhé. Mã C4 550.000 đồng một cụm. Đấy, bằng inox em có 4 cụm này, em có 4 cụm. Đấy. Tiếp theo là mã C5 nhé, có giá là 500.000 đồng. À, một cái cũng là đầu phun thôi, nhưng đầu phun này nó làm bằng nhựa này. Nó làm bằng nhựa, sẽ có gồm 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái đầu nhá. 11 cái đầu phun bằng nhựa như này. À, đây là cái đầu kết nối nhá.
Kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 60cm nhé, 61cm này. Đấy. 60-61cm ở đây nhé. Em đo em trừ hao ra một chút cho các bác có thể về chế cháo. Thì nhiều bác có thể là về cắt đôi ra để làm những cái dàn phun rất là đẹp. Nhiều bác gửi cho em những cái hình ảnh rất là đẹp về các bác làm chế cháo nhé. Đấy, nên em chỉ trừ hao ra một chút cho các bác có thể về, có thể thích thì các bác có thể cắt đi các bác nhé. Đấy, giá là 500.000 đồng một cái như thế này cho các bác này, 500.000 đồng. À, em có hai cái đó. À, cái này thì khác cái này khác một chút nhé. Cái này đế của nó bằng nhôm này. Còn cái đế này đế của nó bằng inox này, nhưng mà cái đế bằng nhôm thì nó có thêm cái khúc cua ở đây các bác nhé. Đấy. Giá là 500.000 đồng một cụm cho các bác nhé. Đấy. Bác nào được việc thì nhắn tin qua Zalo cho em. Tiếp theo là mã C6 nhé, có giá là 100.000 đồng hai thanh. Ở đây thì em có những cái thanh inox. Thanh inox này thì có 1, 2, 3 và 4 cái lỗ bắt ốc ở trên thanh nhé. Em thấy trên thanh này thì nó có ghi những cái số này này. Em không biết là nó ghi số này thì có tác dụng như nào. Đấy, ghi rất là nhiều số nhé, inox gì dày 1mm. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây là khoảng 54cm các bác nhé. Dài 54cm này. Chiều rộng ở đây là 3,6 này. À, cái phần này nó sẽ là 7mm này. À, cái mỏng chỗ này nó 7mm các bác nhé. Inox thì dày 1mm thôi. Đấy. Giá là 100.000 đồng 2 thanh mã C6 này, được làm bằng inox nhé. Ở đây thì là cái này số này họ dán lên thôi các bác nhé. Dán lên nhưng mà bóc cũng hơi khó đấy các bác. À, cái này là nó dán lên đấy. Cái này là họ dán cái số này lên các bác nhé, không biết làm gì. Giá 100.000 đồng 2 thanh cho các bác này. Em có 2, 4, 6, 8 thanh các bác nhé. Tiếp theo là mã C7 này thì em có những cái chữ U, thanh U bằng inox này. Hai đầu thì sẽ có hai cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này các bác nhé. Đây. Đấy. Thanh chữ U bằng inox này. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 67,8cm này. 678 đấy. 67,8cm này. Rộng là 1,8-1,9 này. Chiều này cũng là như thế, có nghĩa là nó như kiểu là hình vuông các bác nhé. Đấy. Đấy. Cái chiều này nó sẽ là rơi vào khoảng là 1,8-1,9. Đấy. Đây, thanh chữ U các bác này. Dày 1mm các bác nhé. Giá là 100.000 đồng 2 thanh mã C7 các bác nhé. Mã C7 này. Ở đây em có 2, 4, 6, 8 thanh các bác nhé. Tiếp theo là mã C8 này. Mã C8 có giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng một cái thanh thanh inox hình vuông các bác nhá. Thanh inox này vuông 20 x 20 này. Vuông 20 20. Ở dưới thì họ sẽ có khoan 3 cái dãy lỗ này. Đây. Ở bên đây một dãy nhá. Ở giữa một dãy này. Đấy, rất là nhiều lỗ các bác nhá. Ở đây một dãy có nghĩa là khoan 3 cái dãy lỗ như thế này. Đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cái. Đấy. Cái lỗ B ở giữa là 17 này, còn ở đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ở rìa là 16 cái. Đây. Khoan những cái lỗ để cho các bác bơm nước vào đây này. Bơm nước vào đây thì nó sẽ thành là một cái dàn tưới. Đấy, là những cái thanh dài tưới nhiều nhiều tia các bác nhá. Đấy. Inox kích thước 2x2 và nó dài ở đây sẽ là 67cm nhé. Dài 67cm, có cái lỗ bắt ở đây này. Đấy, lỗ bắt này là ốc gen 16mm các bác nhé. Giá là 350.000 đồng một thanh nha các bác. Mã C8 này. Mã C8 350k một thanh các bác nhé. Tiếp theo là mã C9 này có giá là 200.000 đồng 4 thanh nhá. Vẫn là những cái thanh U inox thôi. Đấy, thanh U inox này là kích thước giống như cái kia, nhưng mà nó được cắt này. Cắt sọc như này này. Và lại vẫn có số ở bên trên này các bác này. 4 thanh thì như nhau các bác nhá. 4 thanh thì đều có số ở bên trên. Kích thước dài là 67,8cm nhá. Đấy, inox dày 1mm thôi. Còn cái này thì nó sẽ là 1,6
nhân 1,8 có nghĩa 1,6 nhân 1,8 nhân 1,9 gì đấy. 1,6 nhân 1,9 gì đấy. Đấy, 4 thanh giá là 200.000 đồng mã C9 nha em, có 4 thanh này như nhau thôi. Đấy, đều có số, đều có một mặt là nó có sẽ có những cái dãy số đây các bác này. Đấy. À, một thanh không có rồi các bác. Đấy. Nó sẽ có một thanh không có nhá và ba thanh có các bác nhá. Đấy. Một thanh không có và ba thanh có số này. Đấy. Đấy, mã C9 200.000 đồng 4 thanh như các bác nhá. 200k 4 thanh. Tiếp theo là mã C10 các bác này. Mã C10 có giá là 250.000 đồng. Combo 4 cái Kea. Đấy, Kea hoặc là các bác có gọi là thanh V cũng được. À, ke này thì có chiều dài là 20cm các bác nhé. Dài 20. Một mặt của nó sẽ là 6 và một mặt của nó sẽ là 5,5 các bác nhé. Đây. Mặt này là 5,5cm này và mặt này là 6cm này. Đấy, độ dày inox là 3mm nhé. Giá là 250.000 đồng 4 cái nhé. 250k 4 cái mã C10. Tiếp theo là mã C11 có giá là 140.000 đồng một cái thanh chữ U bằng inox như này. Thanh U này dày 3mm các bác nhé. Thanh U dày 3mm có kích thước chiều dài tổng thể là 45cm này. Đấy, dài 45cm nhé. Chiều rộng ở đây là 8cm này. Đấy. Bo cạnh ở đây nó sẽ là 2cm này, cạnh bo chữ U này nó sẽ là 2cm, dày 3mm các bác nhé. Mã C11 có giá là 140.000 đồng một thanh cho các bác này. Ở bên thanh thì nó có, sẽ có một cái ít cái lỗ đã được quan sẵn này. Đây, hai đầu sẽ có một vài cái lỗ như này, đầu này có 6 cái và đầu này có 2 cái đã được khoan sẵn lỗ để bắt ốc ạ. C11 là 140.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã C12 này, em có những cái ke chữ L bằng inox dày 3mm rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, cái bản rộng của nó sẽ là 5cm này. Chiều lưng dài ở đây là 15,5 và chiều này sẽ là 4cm nhé. Inox dày 3mm giá là 100.000 đồng một đôi nhé. Đấy, mã C12 100.000 đồng 2 cái, 100.000 đồng một đôi, những cái ke inox thao máy rất là chất lượng các bác nhé. Tiếp theo là mã C13 này có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một cặp như này. Cặp cái này gọi là cái chốt giữ cửa thôi. Đây. Đây. Hãng Takigen nhé. Takigen này hãng có Nhật đấy các bác nhé. Đây, SUS 304 này, inox 304 nhá. Đây. Cái này là nó vẫn là những cái thanh cửa này, kéo ra này. Kéo ra này, đây. Kéo ra cái là nó có cái chốt đẩy ra này, kéo vào đẩy vào là được. Đấy, kéo ra đẩy vào như này nó vướng này. Lôi ra một tí nữa đẩy vào nó lại được. Đấy, nó kiểu là cơ cấu như thế nhá. Inox rất là dày, con này phải dày gần 2mm các bác nhá. Cái đế nó dày 2mm còn cái bên trong nó sẽ dày 1mm, là inox rất là dày và rất là cứng. Rất là cứng cáp các bác nhá. Đấy. 200.000 đồng cặp này cho các bác, mã C13 này, mã C13 200k một cặp các bác nhá. Tiếp theo là mã C14 này, có một hai cái combo ke inox như này. Đấy, cái inox rất là đẹp các bác nhá. 180.000 đồng 8 cái cho các bác nhé. 180k combo 8 cái này. Đấy, bản rộng của nó sẽ là 5cm này. Chiều này sẽ là 6,5 này. Và chiều này sẽ là 4,2cm nhé. Độ dày của inox là 4mm các bác nhé. Độ dày ke này là 4mm này. Đấy. Giá là 180.000 đồng 8 cái nhé. Combo 8 cái nhé. Mã C14 em có 2 combo. Mã C14 em có 2 combo các bác này. Tiếp theo là mã C15 có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một một cái. Trục này vừa là trục tăng chỉnh, vừa là trục đỡ này. Nó gọi là trục BT ấy, nó có thể lắc được này. Con này nó có thể lắc được này. Nó giống như kiểu BT và nó sẽ lắc và xoay tròn được. Nó sẽ kèm theo một cái đế nhá, nó sẽ kèm theo một cái đế bằng thép này, nhìn như hình đồng xu rất là đẹp nhá. Đây, mặt của nó sẽ nằm vào lên đây. Đấy, có thể đè lắc, rất là chất lượng các bác nhé. Đấy, một bộ như này có giá là 80.000 đồng, mã C15 các bác nhé. Đấy, con này thì đường kính của nó sẽ là 4cm này. Đấy. Cái chiều cao của nó này, chiều cao của nó sẽ là 7,5cm nhé. Đây là chiều cao lớn nhất là 7,5 nhé. Còn chiều cao thấp nhất là 6cm vì em vặn cái này này. Em vặn lên được 1,5cm cái hành trình này này. Cái này có thể tăng chỉnh lên xuống hành trình nhé các bác nhé.
được 1,5 cm thì là cái chiều cao thấp nhất là 6,5 nhá, còn cái cao nhất là 7, chiều cao thấp nhất là 6 cm đây các bác này. Đấy, chiều cao lớn nhất là 7,5 cm các bác nhá. 80.000 đồng một cái này. Bằng thép các bác nhá, rất là chất lượng luôn. Tiếp theo là mã C17 này có giá là 60.000 đồng một chân. Một cái chân trụ bằng nhôm nguyên khối các bác nhá. Chân trụ này bằng nhôm nguyên khối này. Đường kính của nó sẽ là 8 cm này. Độ dày và chiều cao của nó sẽ là 3,5 này. Đấy, ở bên trên thì cắt khuyết những cái dấu cộng như thế này. Đấy, có 1, 2, 3, 4 lỗ đây bên trên cho các bác bắt cố định ốc các bác nhá. Giá là 60.000 đồng một chân. Một chân nhôm cho các bác về kê máy móc loa đài các kiểu nhá. Mã C17 các bác. Tiếp theo là mã C18 này có giá là 250.000 đồng một cặp này. Em có một cặp ke góc vuông. Ke góc vuông này bằng nhôm nhá. À, hàng tháo máy thì họ tháo ra quăng quật thì cũng móp móp một chút nhá. À. Chiều dài ở đây sẽ là 28,5 nhá, dài 28,5 này. Chiều rộng ở đây này, chiều phần chữ L sẽ là 14,7 này. Độ dày của nhôm sẽ là 16 mm, là 1,6 cm nhé. Cái bản này này nó sẽ là 4,5 các bác nhé. 250.000 đồng một cặp mã C18 nhé. Em còn một cặp này. Tiếp theo là mã C19 nhé, có giá là 250.000 đồng một cặp. Cặp này thì nó dài hơn, dài hơn nhưng mà mỏng hơn các bác nhé. Cặp này dài là 33,3 cm này, 3 số 3 đấy. Cái phần chữ L này nó sẽ là 15,7 này. Độ dày là 12 mm này. Cái bản rộng này chỉ là 4 cm thôi các bác nhé. Dài hơn nhưng mà mỏng hơn. Đấy, cổ vẫn có lỗ ở cái khúc cua góc vuông này các bác nhé. Để cho các bác bắt ốc này. Mã C19 có giá là 250.000 đồng một cặp. Các bác làm cái ke như thế này, đỡ. Cũng rất là chất lượng các bác nhé. Mã C19 250.000 đồng một cặp các bác nhé. Tiếp theo là mã C20 này có giá là 150.000 đồng. Ở đây thì em có những cái tấm lưới bằng inox nhá. Tấm lưới bằng inox ở bên trên nó đang có dính những cái băng keo này, chưa vệ sinh được các bác nhá. Các bác này về vệ sinh các bác nhá. Đấy, cái này chưa vệ sinh được đâu. Đấy, độ dày của nó sẽ là 1.8 nhá, 1.8 đến 2 ly cái inox nha các bác nhá. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 44,5 cm này. Dài 44,5, chiều rộng ở đây sẽ là 35,7 cm nhé. Đấy, ở bên trong nhé, cái lỗ đường kính lỗ của nó sẽ là 20 mm, có nghĩa là 2 cm nhé các bác nhé. Đấy, cái lỗ này này, cái lỗ này nó sẽ là 20 mm, là 2 cm. Đấy, giá là 150.000 đồng. Đấy, mã C20 các bác nhé. Em có 3 tấm, mã C20 em có 3 tấm này. Tiếp theo là mã C21 nhé, giá là 260.000 đồng một tấm nhé. Cái này cũng là những cái tấm lưới lỗ thoáng bằng inox cho các bác có thể là khoét một cái ô, làm những cái ô thoáng và đặt cái này lên để chắn chuột bọ con trùng này. Đấy. Kích thước ô thoáng ở đây, kích thước cái tấm này nó sẽ là 44,5 nhé, nhân với 44,5, nó là vuông các bác nhé. Đấy. Đấy, như đây, nó bo cạnh, nó có cái cạnh vát lên như thế này. Đấy, thì em đo cái khoảng cách bên dưới nhá. Khoảng cách bên dưới này nó sẽ là 40,5 nhân 40,5 các bác nhá. Hai bên cái rìa này nó sẽ là 2 cm này. Đây, cái bo rìa ra nó sẽ là 2 cm các bác nhá. Cái rìa này nó sẽ là 2 cm này. Đấy. Đấy, nó bo xuống cũng là 2 cm như này. Này, ép xuống cũng là 2 cm như này cho các bác dễ về nghiên cứu nhá. Về là ốp vào những cái ô thoáng á. Đấy. Tránh chuột bọ côn trùng hoặc là những cái chỗ mà cần chắn chiếc các kiểu này. 260.000 đồng mã C21 các bác nhé, rất là đẹp. Tiếp theo là mã C22 này, có giá là 120.000 đồng. 120k một bộ bánh xe các bác nhé, 120k này. Đấy, một bộ bánh xe Supo hàng tháo máy các bác nhé.
Đấy, màu cam rất là đẹp này. Nó vừa là màu xanh và màu cam nhìn rất là đẹp nhé. Hàng đã qua sử dụng rồi thì chắc chắn này, nó sẽ có những cái vấn đề này, như là bụi bẩn này. Đấy. Và là có xước sát một chút về cái phần bánh nhé. Hàng vẫn là hoạt động ok cho các bác này. Đấy. Mặt bích bên trên thì nó sẽ có kích thước là 6 × 4,5 này. Đấy. Chiều cao toàn bộ bánh sẽ là 6 cm nhé. Đường kính của bánh nó sẽ là 40 mm, là 4 cm. Và bề rộng của bánh là 2,2 cm, là 22 mm đây các bác nhé. Đấy. Bánh này thì các bác chứ lắp vào những cái quạt ở bên dưới cái này, thay thế cho những cái quạt hơi nước bị hư hỏng này. Đấy. Rất là ok các bác nhá. Quạt này, cái loại này thì nó khá là bền này. Đấy. Mã C22 120.000 đồng một bộ nhá. Đấy. Các bác ra tiệm cơ khí điện nước vẫn có những cái bộ bánh xe đấy thôi. Nhưng mà các bác chỉ mua được những bộ bánh xe mà nó màu trắng mà nó mỏng dính. Màu nhựa trắng và mỏng dính nhé, không bằng những cái nhựa này rất là dày nhé. Nhựa bon công nghiệp này rất là dày nhé. Đây, bánh xe nhựa POM rất là dày và rất là chắc chắn nhé. Đấy. C22 nhé, 120.000 đồng một bộ 4 bánh các bác nhé. 120k một bộ 4 bánh này. Hàng thì có khá là nhiều đây cho các bác nhé. Tiếp theo thì em có bộ bánh xe số 1 này. Bộ này là bộ bánh Food Master. Đấy. Giá là 580.000 đồng một bộ 4 bánh nhá, Food Master này. À, hàng tháo máy công nghiệp của Hàn Quốc. Một bánh thì nó sẽ chịu tải được khoảng là 735 kg các bác nhá. Đây là theo thông số của nhà sản xuất đấy. À, kích thước chiều cao bánh ở đây nó sẽ là 12 cm này. Đường kính bánh ở đây là 7,5 và độ dày bánh là 3 cm nhá. Có cái tăng chỉnh này, bằng tay này các bác có thể gạt này, đấy. Tăng lên giảm xuống cái đế nhựa nhé. Giá là 580.000 đồng một bộ 4 bánh các bác nhé. Ở đây thì có một cái bánh nó bị chém một tí cái nhựa. Thì đúng hơn các bác nhé. Đây. Có một cái bánh nó bị nghiêng và họ kéo này. Họ cẩu máy họ nghiêng cái bánh này đây. Cái nhựa nó bị chém mất một tí này. Nhưng mà nó không ảnh hưởng các bác nhé. Đấy, nó vẫn còn. Cái này tính là 10 phần thì nó bị 2 phần thôi. Vẫn còn 8 phần ở đây. Vẫn đang còn đứng bình thường các bác nhé. Đấy. 580.000 đồng một bộ 4 bánh xe số 1 các bác nhé. Tiếp theo là mã C23 này. Mã C23 có giá là 120.000 đồng. 120.000 đồng một cái con lăn. Đấy. Con lăn này chân đế được bằng nhôm cái A chữ L đúc nguyên khối này. Còn bạc đạn thì được làm bằng bạc đạn KIK của Nhật Bản các bác nhé. Đấy. Cái ke chữ L đúc nguyên khối có cái xước này, bản rộng của nó sẽ là 5 cm này. Chiều cao ở đây là 13 các bác nhé, chiều cao là 13. Đế thì nó sẽ là dài 4 cm, độ dày của nhôm là 1,5 cm này. Con lăn ở đây thì có cái xước dài là 14,3 cm nhé. Đường kính con lăn bên ngoài là 6,5 này. Và đường kính con lăn bên trong là 5 cm các bác nhé. Đấy. Giá là 120.000 đồng một cái nha. Em có 4-5 cái ở đây này, 2-4-5 cái ở đây này. 120k mã C23 các bác nhé. Tiếp theo là mã C24. Em có những cái chân ống bằng inox. Kích thước chiều cao hoặc chiều dài, nếu các bác để nằm này, chiều cao thì nó sẽ là 24, chiều dài nếu để nằm sẽ là 24 các bác luôn nhé. Hai đường kính của nó sẽ là 11 cm này, cho các bác về có thể chế những cái chân kê hoặc đường ống bằng inox các bác nhé. C24 giá là 180.000 đồng một bộ. À, 180.000 đồng một chân, xin lỗi các bác nhé. 180.000 đồng một chân nhé. Em có còn vài chân nữa thôi các bác này. Tiếp theo là mã C25 này. Mã C25 em có những con 5 châm điện. 5 châm điện nó được đúc nguyên khối nhé. Nó đúc luôn cái mặt, ốp luôn cái mặt thép bên trên để cho tránh bị han luôn này. Đấy, giá là 200.000 đồng một cục các bác nhé. 5 châm điện sử dụng điện 12V hoặc 24V. Bác chế những cái 5 châm hít các bác nhé. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 12,5 này. Chiều rộng là 7,5 này. Và chiều dày là 4,3 cm nhé. Giá là 200.000 đồng một bộ. À, 200.000 đồng một cục nhé. Em có 2 cục à. 200.000 đồng một cục. Em có 2 cục mã C25 nhé. Tiếp theo là mã C26 này. Cục này nó mỏng hơn một chút các bác nhé.
Kích thước chiều dài là 13 này, chiều rộng là 6 này. Và độ dày của nó sẽ là 2,5 cm nhé. Giá là 130.000 đồng một cục, mã C26 các bác nhé. Đấy, em có 3 cục này. Tiếp theo là những cái văn khóa 21 bằng đồng các bác nhé. Con này được làm bằng đồng thau toàn bộ các bác nhé. Trừ cái tay vặn này, tay vặn này nó được làm bằng thép các bác nhé. Đấy, được làm bằng đồng thau. Nó mạ một lớp bóng lên cho nó đẹp này. À, đồng thau còn gọi là đồng vàng nữa các bác. Đây, cái đồng vàng này. Nó là văn khóa 21, gen 21 nhé, gen 1/2, gen thông dụng thôi. Nó có một cái điều đặc biệt, đó là có một đầu đực và một đầu cái này. Hầu như là các bác mua van trên thị trường ngoài tiệm điện chỉ có hai đầu cái về, thì các bác phải mua thêm một cái đầu gen 2 đầu 1/2 để các bác nối, đúng không? Con này thì nó có một đầu luôn rồi, rất là tiện các bác nhé. Đấy, giá là 90.000 đồng một cái cho các bác này. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng các bác nhé, hàng này lưu kho trong công ty. À, công ty của Hàn Quốc họ lắp ráp một cái công trình xong thì còn lại những cái đồ gì thì vendor nhà thầu họ sẽ thanh lý hết, xong công trình thì họ thanh lý hết nha. Những cái loại này thì nó chưa sử dụng đâu các bác nhé. Đấy, chưa sử dụng còn rất là ok luôn. Giá 90.000 đồng một cái cho các bác nhé. Đấy, mã văn khóa 21 nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái chốt tay vặn bằng đỏ, tay vặn đỏ này, cái chốt tay này bằng đỏ này. Cái thân này được làm bằng inox nha, còn cái tay cầm này sẽ làm bằng nhựa, nhựa cứng màu đỏ các bác nhé. 150.000 đồng 5 cái, combo 5 cái 150k các bác nhé. Tiếp theo là mã C27 các bác này. Mã C27 có giá là 90.000 đồng, 90.000 đồng một cái cầu đấu nhé. Cầu này là cầu đấu bằng đồng, hàng thao máy của Hàn Quốc nhé, hãng Kacon. Đấy, Kacon Pad này. Đấy, nó có QC Pad của công ty nhé. À, cái cầu đấu của nó này, cái chân đồng của nó rất là dày các bác này. Con này sẽ dày khoảng 3mm các bác nhé, rất là dày, to và dày. 90.000 đồng một cái mã C27 nhé. Con này chịu tải được là 60A, mắc là 600V nhé, 60A 600V. Đấy, con này to hơn một chút nhá, con này sẽ chịu tải được 100A các bác này. Mỗi cực này là nó sẽ chịu tải được 100A nhá. Đấy. Giá là 130.000 đồng mã C28 nhá, mã C28 này. Rất là dày nhá, con này phải dày 5mm cái cọc bằng đồng. Đấy. Mã C28 các bác nhá, 130k. Tiếp theo thì em có những cái cục chống nhiễu TDK này. Cục chống nhiễu TDK của Nhật Bản các bác nhá. Này, TDK này. Đấy. 100.000 đồng 8 cục các bác nhé. Đây, các bác có thể mở ra này, quấn dây điện xung quanh này. Mở ra quấn dây điện xung quanh này, trong ốp lại này. Đấy, rất là tiện nha các bác nhé. Đấy, cục này thì có kích thước này, chiều dài của nó là 3,5cm này. Đường kính ở đây là 3cm mà. Và đường kính cái lỗ này sẽ là đường kính lỗ này nó sẽ là 13mm, có nghĩa là 1,3cm nhé, cho các bác quấn dây nhé. Đấy, cục chống nhiễu này, giá 100.000 đồng 8 cục nhé. Cục này thì các bác có thể là chống nhiễu cho tín hiệu âm thanh và chống nhiễu cho tín hiệu điện đều được các bác nhé. Tiếp theo là mã C29 này, có giá là 350.000 đồng một cụm nhé. Ở đây thì em có những cái cụm van khí của iTAC này. Van khí của iTAC đều vặn bằng tay các bác nhé. Đây, vặn bằng tay này. Công tắc đóng mở bằng tay nhé. Con này thì nó sẽ đóng mở được, chịu áp được từ 0 đến 10 cân các bác nhé. 0 đến 13 hoặc là 1 MPa. Đấy. Đấy. Mã của nó là hàng iTAC các bác nhé. Ví dụ ở đây này, các bác cấp khí vào ở chỗ này thì hai bên này nó sẽ là hai cái công tắc này. Đây là đang đóng đúng không? Gạt sang bên này này thì nó sẽ mở sang bên này này. À, gạt sang bên này thì như nó sẽ mở sang bên này, còn gạt sang bên này nó sẽ mở sang bên này này. Vì số A ở bên này. Đấy. Nó cũng gọi là gạt bằng tay. Mình gạt bằng tay thôi nhá. Nhiều cái thì nó sẽ làm bằng điện. Bằng điện thì nó tiện hơn thôi, nhưng mà nó phải dùng thêm con nguồn điện. Còn cái này gạt bằng tay thì nó tiện. Tiện cái là mình không cần dùng điện, mình cũng vẫn dùng được các bác nhá. Đấy, các bác nào làm sửa xe Honda mà dùng những cái kích bằng hơi ấy. Đấy, kích bằng hơi các bác dùng cái tay này gạt cái là ok nhá. Gạt lên gạt xuống, kích xe nâng lên hoặc kích cái bàn nâng lên nâng xuống ấy, bằng những cái tay gạt này cũng rất là ok các bác nhá. Đấy. Hàng thao máy thì nó bị quăng quật rồi máy móc đụng vào thì nó sẽ có xước sát đấy các bác nhá. Sẽ có những con đẹp thôi, con đẹp, nhưng mà các bác lưu ý nhá, hầu như là nó đều bị những cái đầu kết nối này, cái đầu kết nối này nó bị móp
hư rồi. Thì mình về phải thay cái đầu kết nối này nhá. Đây sẽ có những con đẹp thôi. Em sẽ lên cái con xấu để cho các bác biết là nó xấu. Con đẹp thì nó vẫn thế nhá, cũng bị những cái đầu kết nối bị hư này. Đấy, những cái đầu kết nối này nó bị hư hết rồi. Mình hầu như là mình về phải thay thế các bác nhá. Đấy, 350.000 đồng một cụm. Bác nào đặt trước thì là những cái con đẹp này, không ít trước sát này các bác này. Đấy, các bác nào đặt trước thì có những cái con đẹp ít trước sát này. Cái này bụi bẩn em sẽ lau qua một chút nhá. Đấy, còn đặt sau thì nó sẽ có con xấu thôi. Đấy, 350.000 đồng một con mã C29 các bác nhá. 350k mã C29 này, hàng van khóa. Van khóa bằng tay các bác nhá. Tiếp theo là mã C30 này có giá là 290.000 đồng. 290.000 đồng. Ở đây thì em có một cái bình, có nghĩa là các bác đổ nước vào bên trong hoặc đổ cồn vào bên trong khi đẩy xuống này. Khi đẩy xuống thì nước nó sẽ phun lên ở đây để rửa ở đây các bác nhá. Đấy, khi đẩy xuống nó sẽ phun lên đây. Đấy, cái này là cái dung, cái lọ đựng dung dịch cồn để rửa đồ các bác nhá. Đấy. À, cái tem thì bị xé mất rồi. Cái tem thì nhà máy họ xé mất rồi các bác nhá. Chiều cao tổng thể của nó sẽ là khoảng 20 các bác nhá. Và đường kính cái bình này nó sẽ là đường kính cái bể này nó sẽ là 17 cm này, 17 cm có tai ở đây nhá. Có chốt ở đây. Giá là 290.000 đồng các bác nhá, mã C30, cái mặt tròn này. Cái bên trên này nó sẽ là 13 cm các bác này, 13 cm nhá. Đấy, nhấn xuống để ấy nhá. Đấy, mã C30 290.000 đồng các bác nhá, em có một cái thôi. Tiếp theo là mã C31 nhé. Mã C31 sẽ có giá là 90.000 đồng. Ở đây thì em có một cái van. Cái van đóng mỡ này bằng nhựa PVC các bác nhé. Đấy, bằng nhựa PVC này. Đấy. Đấy, cái này thì họ làm ở những cái quạt hút thôi. Thì họ làm những cái quạt hút thì họ làm bằng nhựa cũng được. Đấy, mình về, các bác về có thể chế ở những cái khu ô thoáng thông gió nhé. Nghe các bác về có thể là vặn này, chế vặn những ô thoáng thông gió để chế cháo, hoặc các bác có thể làm những cái chỗ khu mà mình muốn luồn dây điện từ trong nhà ra ngoài ấy, mình làm cái ô này, khi nào không cần thì mình khóa nó lại, chốt nó lại để tránh chuột bọ chạy vào thôi. Còn lại là khi nào cần thì mình luồn dây ra ngoài thì mình vặn lên, mình luồn dây ra xong rồi mình lại đóng lại thôi. Đấy, rất là tiện các bác nhé. Bằng nhựa con này bằng PVC giá 90.000 đồng nhé. Mã C31. Đấy. Đường kính bên ngoài của nó sẽ là 22 cm này. Và đường kính phần bên trong nó sẽ là 14,5 cm các bác nhé. Đấy. Giá là 90.000 đồng mã C31 nhé. Tiếp theo là mã C32 này. Con này thì nó nhỏ hơn một chút nhé. Con này khung ở bên ngoài là bằng nhựa này, còn bên trong được làm bằng nhôm các bác nhé. Đường kính của nó sẽ là 21 cm ở bên ngoài này. Bên trong là 14,8 này. Bên trong nó sẽ là 14,8 là 15 cm nhé. Đấy, thước thì có sai lệch thì em chỉ đo lên 15 đi. Đấy, vẫn là như thế thôi. Chức năng thì ở trong nhà máy thì họ làm những cái ô, cái van cho những cái quạt hút. Còn ở đây thì mình về mình có thể chế những cái ô thoáng, ô thoáng khí này, lấy khí này. Hoặc là làm những cái luồn dây từ trong nhà ra ngoài mà mình không muốn đục lỗ, mình muốn bịt kín lại như thế này. Để dù một cái này vặn lại thì là nó ok các bác nhá. Đấy, sau khi sử dụng thì mình vặn lại để ngăn côn trùng các kiểu. Đấy. Độ dày của nó sẽ là 2 cm các bác nhá. Cái này bằng nhôm và cái mặt bên trong bằng nhôm này. Đấy, giá là 180.000 đồng mã C32 các bác nhá. Đây. Cái C33 thì nó bằng kích thước y hệt cái bằng C32 này, nhưng mà nó toàn bộ bằng nhôm các bác nhá. Toàn bộ bằng nhôm, cả khung trong, khung ngoài, các kiểu bằng nhôm hết. Giá là 350.000 đồng các bác nhá. Mã C33 này, bằng nhôm hết nhá. Kích thước cái bằng con này. Đấy. Tiếp theo ở đây là mã C34 này. Em có những cái ổ cắm nhá. Ổ cắm này thì là ổ cắm của Mỹ các bác nhá. Đấy. Ổ cắm sử dụng điện 250V 30A này. Con này là của Mỹ sản xuất, thì ở Mỹ sử dụng điện 250V 3 pha. Nó sẽ có 3 chân 3 pha và 1 chân mát nhá. Mình về thì mình có thể sử dụng 2 chân thôi. Đấy, mình có thể về sử dụng 2 chân tùy các bác nhá. Đây, cái hãng của nó là hãng NEMA này, NEMA này L1 5-30 này.
đấy, hàng của Mỹ nó sản xuất này, những cái tay cầm hoặc là những cái ổ cắm nó rất là chắc chắn các bác nhá, rất là chắc chắn này, đấy, rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì em đo kích thước qua cho các bác nhá, đây cái phần tay này, nó mình cái phần tay thôi các bác nhá, mình cái phần cầm chưa tính phần chuôi này, nó sẽ là 7 cm và đường kính ở đây nó khoảng là 5.5 đến 6 cm rồi nhá. Đấy. Đấy, chất liệu bằng nhựa rất là chắc chắn này. Ở đây thì em sẽ tháo bên trong ra cho các bác nhá. Đây, tháo bằng hai con ốc bốn cạnh ở đây thôi. Đây, bên trong của nó này. Đấy, nhựa rất là cứng cáp nhá. Đấy, nhìn như thế này nhưng mà các bác đập bẹp đi, bóp bẹp đi nó chỉ dẻo thôi, xong rồi các bác bóp lại nắn lại bình thường các bác nhá. Hàng nhựa của Mỹ nó thiết kế rất là chắc chắn này. Đây, đấy, cái gen của nó này, gen vặn này. Đấy, gen vặn ở đây này. Đấy. Ba cái lỗ này, này tương ứng với 3 giây, à bốn cái lỗ này tương ứng với 4 giây các bác nhé này, nó ngăn từng lỗ một này, ngăn từng lỗ một lại không bao giờ chạm chọc được với những cái này các bác nhé. Họ thiết kế này, này rất là chất lượng này. Đấy, bằng đồng hết nhá, ốc cũng bằng đồng, con này chỉ có con ốc tiếp mát này nó làm bằng thép thôi này, còn lại là những con ba pha cái vị trí này nó sẽ làm bằng đồng hết nhé. Đấy, nhìn khá là chất lượng các bác nhé, các bác lắp vào thì đơn giản thôi. Đấy, đây có cái ngắn và đây là có cái gờ này. Đấy, các bác lắp vào và vặn con ốc lại thôi. Đấy, rất là dễ dàng nhé, họ thiết kế rất là đơn giản nhưng mà rất là chắc chắn. Vặn lại các bác cầm trên tay con này rất là chắc chắn này. Đấy. Ổ cắm này thì là hãng của Mỹ sản xuất các bác nhé. Hàng này không có bán tại Việt Nam đâu, hàng kiểu hàng bãi như thế này là có thôi. Giá là 100.000 đồng 3 cái các bác nhé, chân đồng rất là dày. 100k 3 cái nhé, chỉ hơn cái ổ cắm bình thường, cái phích cắm bình thường nhé, chỉ hơn cái phích cắm bình thường các bác mua ngoài tiệm tạp hóa 10-15.000 đồng, nó chỉ hơn có một chút. Đây, nó tính ra là có 33.000 đồng một cái nhé. Hàng của Mỹ các bác dùng khá là chất lượng này. Bác nào mà về dùng thêm cho cái phích chuẩn của hàng của Mỹ nữa thì thôi chứ, không biết khi nào nó mới hỏng này. Các bác nhìn thấy nhá, nhìn cái chân này này là các bác biết là nó chưa sử dụng mấy đâu các bác nhé. Đây, nhìn cái chân này này, nó chưa có cái vết xước này, chưa có vết xước nhiều này và chưa có cái vết đánh lửa nhiều này. Có nghĩa là nó chưa sử dụng mấy các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý này. Đây. Các bác nhìn cái mặt đồng, cái mặt chân đồng này, chưa thấy xước nhiều này. Đấy, thì là các bác biết là nó chưa sử dụng nhiều các bác nhé. Đấy. Mã C34 giá là 100.000 đồng 3 cái thôi. 100.000 đồng 3 cái cho các bác nhé. Hàng thì còn một ít nữa thôi các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em có những con quạt Futech của Đài Loan này. Quạt Futech của Đài Loan, khung nhôm cánh nhựa có lưới thép các bác nhé. Khung nhôm cánh nhựa có lưới chắn này, lưới chắn nhựa đằng trước và lưới chắn nhựa chứ lưới chắn thép đằng sau này. Điện sử dụng là 230V, công suất là 17W các bác nhé. Đấy, giá là 110.000 đồng một cái. Quạt này thì kích thước 12x12 các bác nhé, 12x12 này, nó chỉ có như thế này rồi các bác nhé, rất là đẹp. Giá là 110.000 đồng một cái cho các bác. Điện sử dụng 220V các bác, cấp vào đây hai vị trí này này. Đấy, các bác về dùng cái jack bấm vào, cái jack đút vào, hoặc là các bác hàn trực tiếp vào đây cũng được, không ảnh hưởng nhé. Hàn vào đây xong các bác dùng cái keo nến hoặc là cái keo silicone các bác bịt lại là nó ok thôi. Đấy. Mã quạt Đài Loan giá là 110.000 đồng một cái các bác nhé, 110k một cái cho các bác. Tiếp theo là mã C35 nhé, em có những con 5 châm hit này. Con 5 châm hit này thì con 5 châm này thì của Trung Quốc sản xuất thôi. Bây giờ thì hầu như là nó sản xuất bên Trung Quốc, lắp ráp bên Trung Quốc để cho cái chi phí nó hạn chế các bác nhé. Đấy. Đây các bác off thì là nó không hit thôi. Đấy, họ off thì không hit nhé, các bác vặn on này. Nó sẽ hit này. Đấy. Đấy, con này mà các bác vặn on nữa thì nó lại còn hit. Con này các bác vặn on nữa thì nó còn hit. Hit rất là sao lại vặn on là nó lại không hit nhỉ? À, nó ngược cực các bác ạ. Đây. Đây, nó đẩy ngược cực này. Đấy. 5 châm nó đẩy ngược cực. Nếu mà các bác vặn on hai con một lúc thì nó sẽ ngược cực cái 5 châm thì nó sẽ đẩy ra đây. À, em cũng không biết tại sao tự nhiên là như thế. Em tưởng là nó hit luôn. Hóa ra là hai con nó ngược cực thì nó sẽ là đẩy ra. Đấy.
rất là hay các bác nhé. Đấy, con này được làm bằng thép thôi, hàng bãi thì chắc chắn là có hàn rỉ như này rồi, có chân đế lên trên này. Cái này thì các bác có thể điều chỉnh thoải mái các bác nhé. Đây các bác có thể vặn này, điều chỉnh xoay ngang xoay dọc lên xuống này. Cái này cũng thế, các bác điều chỉnh này, xoay ngang xoay dọc lên xuống này. Đấy, cái này có chốt bằng nhôm nữa các bác nhé. À cái này chốt nhanh này, à, cái cụm này bằng nhôm. Đấy. Giá là 520.000 đồng một cụm như thế này nhé, mã C35 các bác nhé, mã C35. Tiếp theo là mã C36 này, em có những cái con báo cửa nhá, báo chốt cửa nhá. Đấy, có giá là 80.000 đồng một cái các bác nhé, 80.000 đồng một cái. Những con này này, ở trên máy họ chỉ là báo, cảnh báo để sử dụng, cảnh báo cho cửa nhá. Ví dụ là các bác mở cửa này thì là nó sẽ báo, còn các bác đóng cửa thì cái này chốt lại này thì nó sẽ là không báo cho các bác nhé, nó dẫn ra một cái đèn này. Đấy, ở đây thì có những cái tiếp điểm bên trong, các bác có thể về tự đấu nhé, có 4 dây thôi, dây nguồn và dây tiếp điểm thôi. Đấy, ở đây thì có hai cái vị trí nhé, các bác có thể là gắn đầu này này, gắn ngang này, hoặc là gắn dọc này, gắn ngang hoặc là gắn dọc đều được các bác nhé. Đấy, nó đều đóng ngoắt được cho các bác. Đấy, rất là tiện, về các bác có thể xoay ngang xoay dọc nhé. Cái này thì các bác có thể tháo ra này, tháo bốn ốc này, các bác có thể xoay thêm nữa bốn phía nữa các bác nhé. Đấy, 80.000 đồng một cái, nó chỉ là báo chốt cửa thôi, báo cho các bác biết là đã mở cửa hoặc không. Đấy, rất là đơn giản thôi các bác nhé. Đấy, mã C36 có giá là 80.000 đồng một cái các bác nhé. Đấy, hàng ôm rôn, hàng này hàng ôm rôn của Nhật các bác nhé. Đây, ôm rôn này, made in Japan này. Đấy, hàng ôm rôn của Nhật các bác nhé. Tiếp theo ở đây thì em có hai con nguồn lớn này. Hai con nguồn, một con là 24V 40A này, giá là 700.000 đồng các bác nhé. 24V 40A 700.000 đồng. Đấy. Hàng của Đài Loan sản xuất nhé, điện đầu vào là 100 đến 240V. Dây điện rất là rộng. Ở đây có cái ke nhôm như các bác bắt ốc này, có quạt tản nhiệt như này các bác nhé, 700.000 đồng. Mã nguồn 24V 40A. Tiếp theo là mã nguồn 24V 41,7A này là 800.000 đồng một con nhé. Con này là của Đài Loan sản xuất, điện đầu vào hiện tại nó là 220V các bác nhé. Đây, 220V các bác cấp vị trí L và N chỗ này. Đấy, có quạt tản nhiệt các bác nhé. Đấy, cọc nguồn điện cấp ra rất là to cho các bác này. Giá là 800.000 đồng mã nguồn 24V 41,7A các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái dây. Đấy. Ở đây thì em có những cái dây chịu áp nhá, dây chịu áp này. Trong nhà máy thì họ dùng dẫn nước, còn mình về mình có thể dùng dẫn nước hoặc dẫn dầu hoặc là dẫn khí đều được các bác nhá. Dây của Mỹ nhá, Valurex của Mỹ này. Đấy, chịu áp là 20 kg nhá, 300 PSI này. 20 cân. 300 PSI. Đấy. Giá là 100.000 đồng một sợi các bác nhá, 100k một sợi này. Mã B50 các bác nhá, mã B50. Đấy, hai cái đầu của nó đang là bằng đồng. Chiều dài của nó là 93 cm nhé. Dài 93 cm. Mã B50 giá là 100.000 đồng một sợi nhé. Em có 2 4, 6, 7 sợi ở đây các bác nhé. Đấy, các bác mua nhiều thì em bớt cho một chút. Đấy. Tiếp theo là mã B51 này, có giá là 2.500.000 đồng. Ở đây thì em có một con quạt lọc, quạt lọc ôm rôn của Nhật, kèm quạt ion nhé, kèm ion nữa. À, có nghĩa là nó vừa lọc vừa có ion nhá. Đây, các bác đã nhìn thấy nhá. Này, khung này là khung, đây, khung trong là khung ion này, khung trong nữa là khung lọc này. Đấy, quạt lọc này. Đây, cái tấm lọc của nó còn rất là sáng nhá, còn rất là sạch tinh luôn này. Đấy, các bác có thể mở ra bằng cái quai ở bên ngoài đây. Con này thì hàng thao máy nó bị mất một cái quai các bác nhá, đây. Hàng thao máy nó mất bị mất một cái quai ở đây các bác này. Đấy. Nó chỉ còn 3 cái quai thôi, đây các bác lật lên này, mở ra này. Còn đợi em một chút nhé. Ở bên này cũng tương tự thôi. Bên này cũng tương tự thôi, các bác lật lên này. Đấy, mở ra này, đây. Cái này là dây kết nối giữa hai cái. Này các bác nhấc lên này. Đây là cái phần quạt nhé. Này. Đây là cái phần quạt này. Phần quạt này thì có lưới này. Này. Lưới cũng khá là mới đây các bác nhá. Này. Lưới khá là mới này. Đấy, phần quạt có lưới này. Có quạt ở bên trong nhá, quạt thổi ở bên trong này. Đấy. Đây. Này, khi mà các bác chưa lắp vào này, ở đây có một cái công tắc nhá.
chưa lắp vào thì nó sẽ không quạt, không chạy được đâu, vì nó phải có cái công tắc này này. Hoặc các bác lắp ngược chiều nó cũng không chạy được đâu, vì nó có cái công tắc dí ở đây này. Đấy, hàng của Nhật, nó thiết kế siêu chất lượng này. Hàng ôm rôn nhá, hàng ôm rôn của Nhật nhá, sản xuất tại Nhật luôn này. Hàng ôm rôn của Nhật này, hai nó sử dụng điện DC 24V 3.5A các bác nhé. Đây, Air Clean Unit này, ôm rôn này, đây. Đó, ở đây nhá, có rất là nhiều cổng kết nối adapter các kiểu này. AC, DC các kiểu nhá. Rồi, ở đây thì em sẽ lắp lại, em test cho các bác nhá. Đây, bên các bác sẽ nhìn thấy này. Con lọc này, tay em bẩn em không dám sờ. Rất là đẹp này, đấy. Nó rất là đẹp nhá. Chẳng có ở mặt dưới thì nó hơi ố một chút do là có cái chỗ cái thanh nhựa ông nó thổi ra thì nó bị ố một chút vào cái tấm nhựa thôi nhá. Này, lọc của Nhật rất là đẹp nhá. Đó, thôi em đặt lại chứ không nó bụi vào nhá các bác nhá. Đấy, em đặt lại. Đấy, đặt vào này. Đấy, các bác ghim nó lại nhá. Đây, đầu này cũng ghim nhưng mà đầu này nó bị mất một cái các bác nhá. Đầu này nó bị mất một cái bên này này. Đây, đầu này nó bị mất một cái ghim, mất một cái nắp nhựa này thôi. Cái nắp nhựa này nhiều khi bên ngoài cũng rất là nhiều nhá. Đây, nó có đai sẵn rồi, chỉ còn thiếu cái nắp thôi. Em tìm mãi mà không thấy nhá. Đấy, công tắc on off ở đây nhá. Đây, power này, công tắc on off ở đây này. Này, các bác có thể điều chỉnh này. Điều chỉnh cái ion ở đây này. Đấy, cộng trừ ion nhá. Đây có đèn báo nhá. Đấy, đây. Đấy, mã của nó ôm rôn của Nhật nhá. Đây. Ở đây thì có công tắc này, lever này. À, nó chỉ có một mặt này. Mặt này các bác nhá, mặt này nó sẽ điều khiển là tăng giảm ion này. Này, có đèn nguồn này, đèn cleaning và đèn báo lỗi này. Công tắc ion này. Ở đây có công tắc quạt này và điều chỉnh tốc độ quạt ở đây này. Lever quạt này, 1 2 3 4 5 tốc độ quạt nhá, on off ở đây. Đây là on off quạt nhá. Và ở bên hông nó có cả đèn báo nữa các bác này. Đấy. Rồi, còn mặt này này. Mặt này nó là những cái cổng kết nối thôi. Đây có những cái tem của Nhật này, hai cái thiết bị đều là của Nhật sản xuất nhé. Đấy, của ôm rôn, mã của ôm rôn này. Đây là cái cổng kết nối nguồn này. Ví dụ nhé, các bác muốn dùng mình cái thanh ion riêng thì các bác có thể tháo rời nhé và cấp nguồn DC vào đây. Đó, các bác sử dụng thanh ion riêng thì các bác tháo rời ra, tháo cái quạt riêng ra, các bác dùng riêng nhé, cấp nguồn vào đây. Còn các bác muốn sử dụng chung hai cái một lúc nhá, để các bác kết nối từ cái dây này này lên đây, kết nối vào cái dây này, ion port này, cắm vào đây. Đấy, các bác cấp nguồn vào cái lỗ bên này thì là nó sẽ sử dụng cho cả nguồn, cho cả quạt và cả ion. Đấy, ở đây là mặt dưới nhá. Đây, đây cái đoạn mà em bảo là nó bị ố một chút này là do cái ở đây là cái điện ion nó phát ra này, nó ố vào cái nhựa nhá. Đấy, cái ion phát ra nó có ố một chút vào cái nhựa ở đây nhá. Đấy. Đấy, hàng thì sẽ kèm nguồn đầy đủ các bác nhá. Ở đây thì em test luôn cho các bác quạt chạy và ion này. Nó rất là khỏe các bác nhá. Đấy, hàng thì sẽ đầy đủ nguồn nghiếc cho các bác nhá. Đấy. Đây. À, các bác cấp nguồn này, ở đây thì em kết nối từ bên trên xuống rồi này. Bác cấp nguồn vào đây. Đấy. Đó, thì chuyển sang bên đầu bên này nhé, bên này là hết tác dụng rồi, bên này là hết tác dụng rồi. Đây, quạt đã chạy nhé các bác nhé. Quạt đã chạy này, đèn báo này, rất là đẹp này. Đấy. Hai mặt bên hông có đèn báo này, đèn xanh nhé, đây các bác nhìn xa này. Đấy, nhìn hàng ngõ Nhật nó thiết kế rất là đẹp, đèn LED rất là đẹp này. Đấy. Đây, ở đây là đèn báo nguồn này, màu xanh này, đèn báo vệ sinh là màu đỏ này. Đấy, đây là tăng giảm ion nhá. Đây, cái này tăng giảm ion này. Đấy. Đấy, cái này là giảm ion này. Đấy. Tăng ion này, đấy, giảm tăng ở đây. Còn cái này là công tắc điều chỉnh tốc độ quạt này. Đấy, bấm lên là nó cao lên số 4 này. Bấm lên là số 5 này. Bấm lần nữa là về số 1 này. Đấy, các bác thấy nó vừa kêu không? Đấy, bấm tăng bấm giảm ở đây. Đấy, đây là công tắc on off của cái phần ion nhé. Còn đây là thanh ion này. Ion các bác test ion thì cũng đơn giản thôi. Các bác dùng một cái tu vít này. Đấy, các bác dí vào đây. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó báo lỗi luôn nhá. Em dí như này là sai đấy. Dí như này là không đúng nên mà nó báo lỗi luôn này.
thấy chưa, nó báo đèn nó tắt nguồn luôn chưa. Đấy, mình phải lại bật lại này. Đấy, mình phải bật lại nhá. Đấy, cái này là mình đang làm sai. Đấy, thế nên là nó báo luôn, đúng, hàng của Nhật nó báo luôn nhá, hàng của nước khác nó không báo. Đấy, đợi một chút nhá, đợi một chút này. Đợi một chút nó xử lý xong cái là mình lại test được nhá. Đấy, ok nhá, mình lại test được. Đấy, các bác nhìn thấy chỗ tối nó test lửa nhá. Đấy, chứ trò vào nó báo mà. Đấy, ở đây đã tắt rồi, mình phải bật lại các bác nhá. Đấy, nó như kiểu là nó phóng điện ra gây nguy hiểm, nó sẽ có một cái cảnh báo lỗi luôn rồi các bác nhá, nó tắt lỗi rồi các bác nhá. Đây, bật lên thì nó lại lên thôi. Thôi, ok các bác nhá. Đấy. Rất là đơn giản. Đó. Đấy, nó chỉ tiếc một cái là này. Tiếc một cái là cái đầu này nó đang bị thiếu một cái chốt thôi, còn không là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Rồi, em sẽ đo kích thước cho các bác này. Đấy, kích thước tổng thể luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, tổng thể thì là em đo cả cái mặt này này. Mặt này này, đặt xuống như này cho các bác dễ nhìn nhá các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là 47 cm này. Chiều rộng ở đây là 41 cm nhé, em đo dư ra một chút, làm tròn lên một chút nhé. Ở đây có rất là nhiều những cái lỗ này, để các bác có thể là bắt ốc nhé các bác nhé. Có thể là bắt ốc vào đây để treo lên này, treo lên bờ tường này. Hoặc các bác có thể chế thành trong nhà để các bác có thể làm những cái máy lọc, máy tuần hoàn không khí hoặc lọc không khí nhé. Quá tuyệt vời luôn, lọc không khí và có ion. Các bác nên là làm thêm một cái tấm lưới chắn ở đây nữa, để không may là sờ vào đây. Hay là thêm một cái tấm lưới nữa là rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thể dựng ở góc nhà để lọc, hoặc chỗ cái bàn làm việc các bác cứ sẽ xách lại chỗ đấy để cho lọc cái không khí cho các bác, hoặc là lọc những cái mùi hôi trong phòng. Đấy. Còn ion thì nó có tác dụng mà lọc không khí, khử tĩnh điện và khử các mùi hôi các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Độ dày của nó này, độ dày của nó này là sẽ là 16 cm nhá. 16 cm độ dày cả quạt các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Hình dáng của nó rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật. Tháo trên máy xuống nha, em chưa kịp vệ sinh đâu. Những cái con này thì chắc chắn là nó sẽ bị một cái mặt thép này chắc chắn nó có bị han ố một chút này. Cái này vệ sinh dặm lại là ok các bác nhé. Siêu chuẩn luôn, để mộc như này cho các bác biết nó là hàng bãi thì nó phải có là mộc mạt như này. Đấy. Đây, ở bên mặt trên thì nó sẽ có những cái đã qua sử dụng thì nó có xước sát những cái vấn đề ở đây như này các bác nhé. Không thể tránh khỏi là cái vòng này này. Nó ốp ở đây để hút gió mà. Đấy. Không thể tránh khỏi được nhé. Đấy. Đấy. Mã của nó này, to tướng nhé. Omron nhé, hàng Omron của Nhật. Air Clean Unit, các bác có thể tìm mã này nhé. Đấy. Mã B51 nhé các bác nhé. Giá là 2.500.000 đồng. Đầy đủ nguồn cho các bác nhé. Đấy, quạt rất là to, rất là đẹp luôn. Đầy đủ nguồn cho các bác nhé. Đầy đủ dây nguồn các kiểu rồi. Về các bác chỉ việc cắm sử dụng thôi nhá. Mã B51 này, một con quạt ion của Nhật này. Đấy, hàng siêu đẹp luôn. 2.500.000 đồng. Về cái tay thì em vừa cầm những cái đồ khác nó hơi bám bẩn một chút, về vệ sinh qua một chút nữa các bác nhé. Sẽ trước khi gửi sẽ lau qua một lượt nữa cho các bác, và về các bác dùng vệ sinh cho nó sạch sẽ thêm một chút để dễ dàng sử dụng và cho nó đẹp mắt các bác nhé. Đấy, mã B51, con quạt lọc này, kèm ion của Nhật này, 2.500.000 đồng. Tiếp theo là mã B52 các bác này. Đấy, mà B52 thì em có những con quạt và có những cái lưới như thế này. Đấy. Quạt này thì là của Hàn Quốc các bác nha. Công suất của nó rơi vào khoảng là 70W, 60W, 70W thôi. Đấy, quạt của Hàn Quốc có lưới như thế này. Đấy. Đó. Đó. Kích thước đường kính cánh của nó này, đường kính cánh của nó sẽ là 30cm nhé. Đường kính cánh 30cm. Và đường kính lồng ở đây sẽ là 39cm nhé. Đường kính lồng là 39cm các bác nhé. Đấy, con quạt này công suất là 70W các bác nhé. Đấy, hàng của Hàn Quốc sản xuất này. Hàng thao máy thì chắc chắn là những cái nhôm của cái vỏ này. Nhôm của vỏ thì nó sẽ ố thôi, qua thời gian thôi. Và có một vài cái vết han như thế này nhé. Đấy, về các bác đánh qua vệ sinh lại thì cũng ok các bác nhé. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn còn rất là đẹp như thế này. Đấy, 27 tháng 4 năm 2011 đến giờ. 27 tháng 4 năm 2011 đến giờ. Đấy, rất là đẹp nhé. Đấy, hàng của Hàn Quốc nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Hàng Shinsung. Shinsung của Hàn Quốc, công ty đặt tại Trung Quốc, Made in China các bác nhé. Hàng khá là đẹp. Đấy, giá là 480.000 đồng một con nhé. 480.000 đồng, em có 2 con các bác nhé. Em có 2 con quạt mã B52 này. Tiếp theo thì em có những cái bình thép nhé. Bình thép này là bình 22 lít, em cũng vẫn còn 2-3 cái nữa các bác nhé. Bình thép 22 lít sơn tĩnh điện nhé. Bình bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi xám rất là đẹp này. Màu ghi rất là đẹp này.
Đấy, dung tích 22 lít hãng của SMC Nhật Bản các bác nhá. Hãng của SMC sản xuất tại Trung Quốc, hãng của Nhật sản xuất tại Trung Quốc thôi. Có van một chiều này, có van an toàn này, có đồng hồ áp này. Đấy. Dung tích là 92 dung tích là 22 lít, chịu áp là 10 cân các bác nhá. Đấy, giá là 950.000 đồng một bình nhá. Bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Tiếp theo thì em có những con quạt của Đức các bác nhé. Quạt MP-Bass này, quạt Đức này công suất là 30W này. Đấy, quạt MP-Bass của Đức nhé, công suất là 30W khi sử dụng điện DC24V nhé. Nhưng mà con quạt này thì các bác muốn sử dụng điện từ 12V vẫn được nhé. Nó có thể chạy được từ 12V đến 30V nhé. Quạt này có thể chạy 12V đến 30V. Đấy, càng điện yếu thì công suất nó càng giảm thôi các bác nhé. Đấy, càng điện yếu thì công suất nó càng giảm. Cái công suất đây là nó chỉ ghi là điện 24V thì là sử dụng được 30W này, là công suất của nó là 30W các bác nhá. Các bác có thể dùng 12V để cho nó nhẹ hơn, công suất nó giảm hơn nhưng mà nó vẫn mát các bác nhá. Quạt của Đức sản xuất thì nó rất là ok rồi. Này sẽ có 1 2 3 4 5 cánh nhá, 5 cánh đẩy gió các bác nhá. 5 cánh đẩy gió, khung tròn là khung nhôm các bác nhá, khung tròn là khung nhôm này. Đấy, khung nhôm tròn các bác nhá. Đấy, 5 cánh đẩy gió, hàng rất là khỏe. Đấy, hàng rất là khỏe và rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, chỉ là cái tem nó hơi xấu thôi một chút thôi. Đấy, quạt của Đức này, sản xuất tại Hungary này. Quạt Đức 30W giá là 150.000 đồng một cái các bác nhá. 150.000 đồng một cái cho các bác này. Đường kính của quạt này sẽ là 17cm nhá. Độ dày của quạt sẽ là 5cm các bác nhá. Đấy, 150.000 đồng một cái quạt của Đức này, 30W các bác nhé. Tiếp theo một cái quạt của Đức nữa, công suất nó sẽ lớn hơn nhé, 41W các bác nhé, 41W giá là 170.000 đồng này. Đấy, nó vẫn sử dụng điện là từ 12 đến 30V được các bác nhé. Ở điện 24V này thì nó sẽ là 41W này. Nếu mà ở 12V thì nó rơi vào khoảng hơn 20W thôi. Đấy, các bác có thể là về sử dụng điện 12 hoặc 24V nếu nhà mình có nhá. Đấy, muốn đạt cái công suất chuẩn khi 41W thì các bác sử dụng điện DC24V nhá. Các bác tăng lên 29-30V thì nó sẽ lên được khoảng 50W hơn. Đấy, kiểu như thế. Quạt của Đức sản xuất tại Hungary các bác nhá. Đấy, giá là 170.000 đồng một cái, mã quạt Đức 41W này các bác này. Đường kính quạt vẫn là 17cm và độ dày quạt vẫn là 5cm nhé. Hai quạt thì đều có những cái gá lỗ bát này. Lỗ bát này, đường bên trên này, bên dưới này, vào khung này. Đều có tất cả các bác nhé. Các bác có thể thoải mái bắt nhé mà không lo ảnh hưởng nha các bác nhé. Quạt này này, riêng cái quạt này các bác nhé. Riêng cái quạt này các bác có thể tháo này. Có thể tháo cái mặt này ra rời nhé. Có thể tháo cái mặt này ra rời bằng mấy con ốc hoa thị ở đây này, ba con ốc hoa thị thì các bác có thể tháo cái mặt này rời. Đấy, tháo cái khung này rời ra các bác có thể chế cháo nữa các bác nhé. Đấy. Đấy, mã quạt Đức 41W giá là 170.000 đồng một cái cho các bác nhé, 170k một cái này. Tiếp theo thì ở đây em có những con motor giảm tốc của DKM nhé. Motor giảm tốc 40W của DKM giá là 560.000 đồng này. Con này ở trên nhà máy thì họ chạy bằng biến tần các bác nhé. Mình không có biến tần thì mình về chạy bằng tụ thôi. Điện sử dụng là 220V, công suất là 40W nhé. Đấy, tốc độ quay của con này là 1350 vòng trên 1 phút nhé. 1350 vòng trên 1 phút này. Đấy. Và cái hộp số giảm tốc của nó là giảm xuống 36 lần nhé. Có nghĩa là các bác lấy 1350 chia cho 36, nó rơi vào khoảng 35 vòng trên 1 phút các bác nhé. Nó rơi vào khoảng 35 vòng trên 1 phút con motor này. Thì ở đây thì em sẽ test cho các bác một chút về cái công suất. Và các bác có thể cho các bác một vài con tụ nhé, cho các bác biết là thông số tụ của nó như thế nào, để các bác có thể về tự mua tụ để lắp nhé. Chuyển đổi từ biến tần ra tụ thôi thì nó cũng chả ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, ở đây thì em đấu bằng cái màn hình Acura để xem công suất nhé. Nó hơi vướng víu một chút các bác à, thông cảm giúp em nhé. Đây em đấu hơi loằng ngoằng một chút. Đấy, các bác đợi em một chút này. Em sẽ đẩy xa xa ra một chút cho dễ nhá, vì không may điện đóm nó, em để em chưa buộc lại, em mới soạn được kịp thôi.
Em đấu sẵn dây rồi các bác nhé, em đấu sẵn dây thế nên mà chưa soạn ra kịp. Thì các bác chỉ quan tâm đến cái đồng hồ thôi các bác nhé, quan tâm đến chỗ cái đồng hồ này, vì là cái đồng hồ này là em đo điện, đo công suất thôi. Đấy, em sẽ cắm điện này. Đấy, em cắm điện của cái đồng hồ màn hình Acura nhá. Lát nữa em sẽ đưa lên cho các bác xem nhé. Em đang nhìn xem là những cái đầu dây điện này em không quấn, em chưa quấn cái bằng dính điện này thì phải để tách ra chứ không may nó chậm chập các bác nhá. Đây em đang dùng một con tụ nhá. Đây, em bật rồi này. Motor thì nó đang quay đây các bác nhá. Đây. Motor thì nó đang quay này. Đấy, motor thì nó đang quay bình thường này. Đấy. Thì các bác đợi một chút cái đồng hồ điện nó khởi động lên các bác nhá. Đây, em dán cái tem lên đây cho các bác biết là nó đang quay nhá. Đây, cái em test bằng cái màn hình Acura các bác nhá. Đây, đợi một chút cái màn hình Acura này nó sẽ khởi động này. Đấy, đây các bác này, cái màn hình Acura nó đang báo này, điện 228V nhé, dòng ăn là 0.2 này, và công suất là 42W này, 42W các bác nhé. Đây, đúng vào cái công suất là 40W nhé, sử dụng điện 220V thì nó về 40W nha, vì đây là điện 228 thì công suất nó sẽ khác lên. Ví dụ các bác điện nhà các bác lên tận là 230 thì nó sẽ lên là 47-48W gì đấy. Đó. Đấy, nó đang chạy rất là ok các bác nhé. Đấy, chạy ok. Đấy, công suất nếu mà các bác về các bác sẽ lắp một con tụ 5mm đến 6mm là được nhé. 5 đến 6mm vào đây. Thì trên nhà máy thì nó sẽ hiện, ôi em quên rồi, em để test cái đèn, test cái quạt. Đấy, em đang để là con này em đang dùng là 6mm thì nó đang hơi quá công suất một chút nhá, lên 42W rồi. Thì các bác dùng cho em con 5mm các bác nhé. Đây em đang đấu tụ này, em đang đấu tụ là con 6mm này, các bác về dùng cho em con 5mm là ok các bác nhé. 5mm Microfara là ok, nó sẽ chạy bền hơn rất là nhiều. Đấy, cái mã motor giảm tốc này giá là motor giảm tốc 40W giá là 560.000 đồng các bác nhé. 560.000 đồng một con motor giảm tốc của DKM này, motor giảm tốc của DKM này. À, 40W nhé, cái này thì em chưa siết ốc lại thì nó chưa chắc thôi. Giá là 560.000 đồng cho các bác nhé. Một con này các bác về đấu ra tụ để sử dụng các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt của Đức này. Quạt MB Pad của Đức nhé, sản xuất tại Đức luôn, Made in Germany này. Đấy. Sử dụng điện 230V, công suất là 115W các bác nhé. Tốc độ quay là 2700 vòng trên 1 phút này. Có tụ zin của nó, tụ Ducati nhé. Tụ Ducati sản xuất tại Energia nhé. Đấy, tụ 3 micro ra, đây là tụ zin này. Đây có hai loại nhé, một loại nó là tem trắng như thế này, tem chữ trắng này. Và một loại là tem chữ xanh này. Đấy. À, loại nào của nó cũng như nhau rồi các bác nhé. Đấy, giá là 480.000 đồng công suất này, 115W giá 480.000 đồng các bác nhé. Đấy, đường kính này em sẽ đo kích thước cho các bác một chút nhé. Đấy, đường kính quạt ở đây này, đường kính quạt ở đây nó sẽ rơi vào 23cm này. Đường kính quạt rơi 23 này, miệng hút ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 15,5cm các bác nhé. Đấy, ở đây thì em sẽ test qua cho các bác một chút công suất của nó nhé. Đấy. Ở đây thì nó có sẵn dây nhợ rồi, em sẽ cố gắng là đưa ra hai đầu dây cho các bác thôi. À, nó có thêm cái đế bằng thép này, đế bằng thép có 3 cái lỗ ở đây này. Các bác có thể bắt ốc cố định nha các bác nha. Các bác có thể bắt ốc cố định nhá. Cái này em để gọn gọn lại một chút để quay nhá. Ở đây thì em sẽ cố gắng để em sẽ hôm sau thì em sẽ lấy băng dính nhá, em dính những cái đầu dây thừa ra. Các bác chỉ về đấu hai đầu dây vào điện 220V thôi là có thể sử dụng các bác nhé. Cho rất là dễ các bác sử dụng. Nhiều bác vào về cũng chưa biết đấu nối, thế nên mà cũng hơi khó khăn trong việc đấu nối nhé. Thì em sẽ là đây, em sẽ cắm, nó sẽ quay này các bác này. Đấy, các bác đợi em một chút nhé.
Đây các bác đợi em một chút thì em sẽ bật cái màn hình này. Bật cái màn hình này để cho xem các bác cái công suất của nó nhé. Công suất của nó khi mà em cắm điện vào nhé các bác nhé. Đấy. Vì nó quay thì mình phải giữ vào đây chứ không là nó bùng ra mất nhé. Nó lắc trôi ra mất nhé. Các bác đợi chút nhé. Cái màn hình này nó khởi động lên thì em sẽ cho các bác biết cái công suất của nó nhé. Mình phải giữ một tay vào đây này. Giữ một tay vào đây để cho nó đỡ bay đi. Đấy. Đây, cái màn hình nó khởi động lên rồi các bác nhé. Em sẽ cắm điện này. Đấy. Chuẩn không các bác? Đây, các bác thấy à? 113W này. 112W này. 113W này. Rất chuẩn và rất là mạnh các bác nhé. Đây các bác có thể phóng to một chút nhé. Nhìn cái đồng hồ các bác nhé. Đấy. Đấy. Các bác có thể phóng to lên nhìn cái đồng hồ để xem nó nhé. Đấy nó là 113W đấy. Nó rất là chuẩn công suất luôn. Đấy. Chuẩn công suất cho những con quạt nhé. Đấy, dòng lúc khởi động của nó sẽ lên gấp đôi công suất. Nó khởi động là lên tận 230 cơ. Lúc khởi động nó lên tận 230W cơ. Sau đó thì nó sẽ ổn định về là 112-113W nhé. Rất là chuẩn luôn các bác nhé. Đấy. Hàng họ làm siêu chuẩn này. Công suất là 115W các bác nhé. Giá là 480.000 đồng một con nhé. 480.000 đồng một cái quạt này cho các bác nhé. Hàng thì em có số lượng các bác nhé. Các bác mua nhiều em vẫn có nhé. Đấy. Mã quạt Đức 115W giá 480.000 đồng một con cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những cái bộ lưu điện các bác này. Cái bộ lưu điện này thì là của APC nhé. Bộ lưu điện của APC này. Nó là Black UPS 650VA nhé. 650VA nhé. Con này thì có ổ cắm thông dụng ở đường sau nhé. Đấy, ổ cắm thông dụng đường sau này. Đấy, ở đây thì em lên mã lưu điện 150.000 đồng nhé. Các bác chứ inbox qua cho em bảo là bán cho anh cái lưu điện 150k. Đấy, hoặc các bác chụp cái ảnh này này. À, gửi qua Zalo cho em nhé. Đấy, nó kích từ điện 12V đến 12V lên 220V. Công suất tối đa nó sử dụng được là 325W nhé. Các bác lưu ý đây là công suất tối đa là 325W. Thì các bác nên sử dụng khoảng 70-80% cho nó bền các bác nhé. 70-80% thì các bác sử dụng khoảng hơn 200W thôi. 220W thôi là nó rất là bền các bác nhé. Các bác lưu ý nha, con này thì nó kích lên điện là xin vuông, sóng vuông. Sóng vuông các bác nha, nên sử dụng quạt máy thì nó có hơi kêu một chút nhá. Khi mà mất điện ấy, thì nó có chuyển mạch hơi trễ một chút nhá. Có một chút độ trễ các bác nha. Đấy. Ví dụ các bác cắm những cái wifi, cắm cho những cái wifi nhá. Thì mất điện thì cái wifi nó vẫn nháy một cái rồi nó bật lên. Thì nó lại phải khởi động lại mất mấy phút các bác nhé. Đấy. Nó vẫn là có điện kích vào thôi nhưng mà nó sẽ khởi động lại cái vài mấy phút đấy. Đấy. Giá là 150.000, lưu điện 150k luôn cho các bác nhé. Điện từ 12V đến 220V giá công suất là 325W nhé. Đấy, kích thước của nó này. Đấy, kích thước là dài là 30 nhé. Dài 30 này. Rộng ở đây là 9,5 và chiều cao là 14cm nhé. 14cm. Ở bên dưới này sẽ có 4 cái lỗ ốc này. Thì các bác dùng một con tu vít. Chúc em. Một con tu vít tròn nhé. Một con tu vít tròn. Tròn thân. Đấy. Dài. Cắm vào đây. Để vặn nhé. Vì ốc nó rất là sâu. Nó nằm tận xuống dưới này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ có hai cái đầu dây. Một đen một đỏ ra sẵn nhé. Ở bên trong thì đang có sẵn một dây một đen một đỏ ra sẵn nhé. Các bác đấu vào một cái bình ắc quy của bác nhé. Tối đa cái bình ắc quy của bác sử dụng là 20A nhé. 20A. À, và các bác lưu ý nhé. Dùng những cái bình còn tốt nhé. Thì nó mới kích được điện nhé. À, một số bác có mua về ấy, nhưng mà lại sử dụng những cái bình xe Honda. Đã thay thế để sử dụng. Thì nó sẽ không kích được đâu các bác nhé. Vì cái bình xe Honda đã thay thế thì nó đã đề và sử dụng rất là lâu rồi. Mặc dù các bác đo điện ấy, nó vẫn có áp lên tận là 12V đến 13V.
nhưng mà nó đó là chỉ cái áp ảo thôi các bác nhá. Cái dung lượng của nó không còn và cái dòng của nó không thể kích được nữa. Thế nên mà dùng nhựa cho những cái kích thì các bác phải dùng những cái bình còn chất lượng các bác nhá. Bình còn chất lượng thì các bác sử dụng được. À, những cái bình Honda đấy thì các bác có thể chỉ sử dụng thắp được những cái bóng đèn công suất 12V bé bé thôi nhá. À, các bác có thể thắp được nhưng mà các bác không thể kích được lên điện 220V. Các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, lưu ý giúp em các bác phải dùng một cái bình còn tốt, còn mới để các bác dùng cho những con kích lên điện 220V các bác nhá. Đấy, mã lưu điện 150k, giá 150k luôn các bác nhá. Đây em ghi là mã lưu điện 150.000 đồng này cho các bác này. ABC hàng trong kho tháo máy ra thì chắc chắn là có trước sát này. Đấy, trước sát này, hãng của ABC thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, by Schneider Electric này, hãng của Schneider này, ABC của Schneider các bác nhá. Đấy. Hàng thì em có số lượng các bác nhá. Ở đây thì em chỉ để ra khoảng 4 con để view cho các bác thôi. Hàng chỉ để ra 4 con để view thôi cho các bác thôi nhá. Đấy, vì hàng em có số lượng. Tiếp theo ở đây thì em có những con lưu điện 850.000 đồng này. Đây các bác sẽ nhìn thấy cái tem của Schneider này, tem bóng của Schneider này. Đấy, có chữ Schneider Electric này, tem bóng, tem 7 màu này. Đấy, mã lưu điện 850.000, giá là 850.000 đồng luôn các bác nhé. À, điện từ 24V lên 220V, công suất là 500W các bác nhé. Kích từ 24V có nghĩa là các bác dùng hai bình ắc quy 12V nối tiếp để gắn vào. À, cái này thì các bác hơi khó gắn một chút nhé, tại vì ở bên trong này, ở bên trong thì nó cái, hiện tại là nó bấm cái rắc ở bên trong thì các bác về phải cắt ra để các bác đấu bình ắc quy ra ngoài nhé. À, các bác hơi khó đấu một chút. Đấy, các bác về phải tháo tung cái này này, tháo bốn con ốc ở dưới này. Các bác lấy cái nắp này ra thì nó sẽ, các bác sẽ thấy hai cái sợi dây nó nằm ở đây này. Hai sợi dây nằm ở đây thì các bác sẽ dùng kéo các bác cắt đi để các bác đưa ra ngoài nhé. Đấy, con này thì có mặt điều khiển nhé, mặt điều khiển này. À, sử dụng cũng khá là dễ dàng các bác nhé. Các bác dí vào đây thì nó sẽ on và dí vào nó sẽ tắt thôi. Nếu các bác không biết những cái chức năng điều chỉnh ở đây thì các bác chỉ cần dí bật mở là nó vẫn sử dụng các bác nhé. Nó hiển thị được công suất này, đang tải bao nhiêu watt này, đang tải bao nhiêu phần trăm nhé, và pin dung lượng bao nhiêu các bác nhé. Đấy, giá 850.000 đồng con lưu điện này. Đấy, chiều dài ở đây là 36cm nhé, chiều rộng là 14 này, và chiều cao ở đây nó sẽ là 16cm nhé. Đấy, con này công suất là 500W các bác nhé. Đấy, con này vỏ nhựa, con này vỏ thép nhé. Các bác lưu ý tại sao nó đắt hơn nhé, vì nó kích lên xin chuẩn 100%, ngắt không ngắt điện, chuyển mạch không độ trễ các bác nhé. Nó là xin chuẩn 100%, con này xin vuông, con này xin chuẩn này. Đấy, con này bằng nhựa, con này bằng kim loại, bằng thép này, vỏ thép này. Đấy, nó khác nhau là như thế các bác nhé. Và nó có màn hình điều khiển nữa. Đấy, giá 850.000 đồng. Các bác lưu ý nhé, hai bình ắc quy 24V lên 220V, công suất tối đa là 500W các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái lưới thép hàng tháo máy các bác nhé. Lưới thép có mạ một lớp bên ngoài rồi, nhưng mà các bác để ngoài trời lâu ngày thì nó vẫn bị han các bác nhé. Đây, nó có mạ một lớp bên ngoài này, được hàn bằng nhà máy, nó hàn nhiệt các bác nhé. Nó hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé, nó không chấm hàn giống như của mình đâu. Đây các bác nhìn thấy cái mối hàn của nó này, hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé. Các bác dùng búa gõ chưa chắc nó đã bung ra được cái này đâu. Đấy, chưa chắc đã bung ra được cái mối hàn này đâu. Đấy, rất là chắc chắn này. Đấy, lưới thép này thì ở cái khung bên ngoài nó được đan bằng cái thép 6mm 6mm các bác nhé. Đây em đo lại một chút này. Đây cái lưới thép ở cái khung bên ngoài này. Đấy, nó sẽ đan được bằng cái lưới khoảng 5.7, 5.8 nhé, 5.8mm này, em cho là 6 đi. Đấy, 6mm các bác nhé, em cho là 6mm cái lưới đan ở bên ngoài này. Đấy, cái phần lưới đan ở bên trong này nó sẽ là 3mm các bác nhé, 2.9 này. Đấy, 3mm đây, em ép rất là chặt nhé. Em đẩy rất là chặt này. Đấy, đây em đẩy rất là chặt này, 2.9mm đây. Đấy, những cái lưới thép này này. Đấy, cái khoảng cách giữa các ô này em đo ở phần giữa trung tâm cho nó tiện nhé. Cái ở khung bên ngoài thì cái lưới
cái kích thước của cái này dày hơn, cái này nhỏ hơn thì nó sẽ không đều, nó sẽ không giống như ở bên trong. Nhưng mà dãy này thì nó sẽ đều nhau. Còn bên trong này, cái kích thước bên trong nó sẽ là đều nhất các bác nhá. Nó sẽ là 10 như này cho dễ này. 11 này nhân với 9,5 các bác nhá. Đấy, chiều dài 11, chiều rộng hơn 9,5, cái lỗ với kích thước lỗ này các bác này. Đấy. Còn kích thước tổng thể của tấm lưới này này, nó sẽ là 90 x 65 nhá. Đây. Các bác xem cái tên này. Đấy, tấm lưới thép 90 x 65 cm nhá. Là cái kích thước của nó luôn các bác nhá. Đấy. Em bán theo combo nhá, 200.000 đồng 5 tấm. 200k 5 tấm lưới này cho các bác này. Đấy. Em bán theo combo cho các bác nhá, 200.000 đồng 5 tấm. Các bác lưu ý nhá, cái tấm lưới thép này này, hàng nó rơi vào khoảng cái cồng kềnh, thế nên mà phí ship nó 5 tấm này nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng combo 5 tấm lưới thép này các bác nhá. Đấy, một combo 5 tấm thì phí ship nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng cho các bác nhá. Đấy, các bác cứ tính đến tay các bác thì nó rơi vào khoảng 50.000 đồng, khoảng 45 đến 50.000 đồng một cái tấm tấm lưới như thế này. Đấy. Hàng của nước ngoài họ hàn rất là chắc chắn và rất là đều các bác nhá. Đấy. Tấm nào cũng đều tăm tắp như nhau, kích thước y hệt như nhau. Đấy. Rồi. Tấm lưới thép kích thước 90 x 65 cm nhá. Combo 5 tấm giá là 200.000 đồng một combo các bác nhá. 200.000 đồng 5 tấm. Hàng thì em có số lượng nhiều. Các bác mua 2, 30, 50, 100 tấm thì vẫn đủ cho các bác nhé. Các bác chưa mua thử một vài combo về làm việc được. Nếu mà được việc thì có thể quay lại mua tiếp các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có một ít những cái thanh V inox các bác nhé. V inox 3x3 này. V inox 3x3 độ dày là 3mm nhé. Ở đây thì em có hai cái kích thước này. 61cm và 75cm các bác nhé. Đây. Đấy, thanh V của nó đây các bác này. Đấy. Thanh V độ dày là 3mm đây các bác nhé. 2.9 3mm này. Đấy. Kích thước thì có hai loại nhé. Một loại dài là 61cm, nó là 60,8 các bác nhé. Đây 60,8 đây các bác này. Đây 60,8, 60,9 này. Nó chưa được đến 61 đâu. Đấy, nó còn 1mm nữa mới được cả. Đấy 61cm nhé là 70.000 đồng một thanh các bác này. Đấy, 70.000 đồng một thanh V các bác nhé. Và cái loại là 75cm này, nó sẽ là 90.000 đồng một thanh các bác nhé. Đó, 75 này. 61 này, thanh này thanh 75 đây các bác này. Đây là thanh 75 nhé. Nó cũng thiếu một khoảng 1mm được các bác nhé. Đây, các bác đã nhìn thấy nó thiếu khoảng 1mm này. Đấy, nó mới được 75 nhé. Đấy, đều là độ dày là 3mm các bác nhá. Đây, độ dày của nó đều là 3mm các bác này. Đấy, 2.95, 2.93 nó là 3mm một thanh. Đấy, trên thanh thì sẽ có một vài cái lỗ ở đây này, một cái lỗ này, hai cái lỗ này và ba cái lỗ để bắt ốc nhá. Nó đã có sẵn rồi nhá. Đấy. Đó, em có hai loại thôi các bác nhá. Đấy, 3x3 dày 3mm, 61cm thì là 70.000 đồng một thanh và 75cm thì là 90.000 đồng một thanh nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều đấy các bác này. Các bác cần thì có thể mua thử một vài thanh nhé. Đây, có một chút ở đây rồi này, nó sẽ là đã gần chục thanh rồi, 2, 4, 6 thanh rồi nhé. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bác cần thì mua thử một vài thanh trước nhé, mua một hai thanh trước nếu mà được việc, hoặc là về thấy ok thì có thể mua thêm các bác nhé. Đấy, em có hai loại kích thước như thế thôi. Các bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một con quạt hút cho các bác nhé. Quạt này là quạt của Nhật luôn. Quạt này là quạt của Nhật, còn rất là mới các bác này. Đấy. Hàng này hầu như là chưa sử dụng luôn. Quạt rất là mới, còn nguyên cái túi bóng này các bác nhé. Đấy. Trước tiên thì em đo kích thước luôn cho các bác nhé. Nó thuộc cái quạt như kiểu là quạt sò thôi. Này, nó quay ra đây, thổi ra đây. Nó giống như cái vỏ sò, vỏ ốc thôi các bác nhé. Đấy. Kích thước này, chiều dài của nó sẽ là 51cm này. Chiều rộng ở đây là 49 nhá. Đấy, cái phần dài, cái phần dài nhất nó phải đo từ cái mép chỗ đây này. Đấy, từ cái mép này sang cái mép này nó sẽ là 60 các bác nhá. 60 và cái phần này nó sẽ là 48, 49 các bác nhá. 48cm các bác nhá. Cái phần đường kính của cái quạt không thôi nhá, nó sẽ là 42cm này. Đây là cái phần đường kính của quạt này. Các bác có thể tháo rời nhá.
các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc này này. Hàng của Nhật nó thiết kế rất là hay, các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc. Nếu mà hư hỏng thì các bác có thể thay rất là dễ dàng nha, 4 con ốc bác nhấc nguyên cái quạt ra. Còn cái lồng thì là vẫn giữ nguyên. Đấy. Các bác có thể thay quạt khác và lồng khác vào. Đấy. Đây là chiều quay này, nó có ghi cái mũi tên chiều quay ở đây các bác nhá. Hướng chiều quay này. Đấy. Nó quay một cái mà quay rất là êm các bác nhá. Đây, đây là thông số quạt này. Đây. Thông số quạt đây các bác nhá. Đấy. Quạt này là quạt của Panasonic này. Các bác có thể tra mã này FI3CT2S này. Công suất ở đây là nó ghi là 150W nhá. Đây là công suất trung bình 150W này. Ở đây này, nó có thể sử dụng bằng biến tần các bác nhá. Đấy, sử dụng bằng biến tần, sử dụng điện 200V này. Đấy, nếu mà 250Hz thì nó sẽ là 360W nhá. 60Hz sẽ là 411W này. Nếu mà các bác sử dụng điện 220V này. Đấy là nó sẽ là 404W và 473W nhá. Đấy. Ở đây là 220V này, max của nó sẽ là đây là cái chênh áp hút này. 27.8, cái này là cái áp hút và áp thổi các bác nhé. Cái này là tiếng Nhật này mình không đọc được. Đấy, nó toàn tiếng Nhật thôi. Đây, có sơ đồ đấu này, SRT các kiểu này. Đấy. Cái này là các bác có thể về chạy bằng biến tần hoặc là chạy tụ đều được các bác nhé. Hiện tại thì em lấy tụ test ra đây thôi. Em lấy tụ để em test quay cho các bác thôi. Còn các bác về có thể là sử dụng bằng biến tần này. Còn không này, các bác nào không có biến tần thì các bác có thể bảo là để tụ cho anh sử dụng, đấu tụ luôn cho anh sử dụng thì em sẽ đấu luôn tụ cho các bác sử dụng nhé. Ở đây thì em đã đấu tụ rồi. Đấy. Ở đây thì sẽ test qua cho các bác nhé. Test qua một chút về cái vấn đề chiều quay các kiểu nữa này. Đấy, cho các bác có thể là thấy nhá, nó quay rất là êm này. Quay nhẹ một cái này, như thế là nó quay rồi đây các bác này. Đấy. Đây. 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 Em quay nhẹ cái cánh chứ thế là nó quay. Để các bác nhìn thấy chậm chậm trên màn hình đúng không? Nhưng mà nó đang quay đấy. Đang quay rất là nhanh ấy. Đấy, nó chưa dừng đâu. Đây này. Đấy, như thế này là mới dừng này. Đấy, như thế này mới dừng này, em quay này. Cái này nó vẫn chưa là quay đấy. Tại vì cái tần số nó khác nhau một chút. Thế nên mà các bác nhìn thấy nó quay nhẹ nhẹ. Nó vẫn đang quay, nó chưa dừng đâu các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn đang quay nhá. Đây. Đợi em một chút và em đang đấu cái điện. Đấy. Rất là mạnh luôn các bác nhé. Rồi, cắm vào thì nó hơi ồn một chút, thế nên mà em rút ra thôi. Đấy, nó hơi ồn một chút các bác nhé. Nếu mà quạt thì nó thổi khá là mạnh. Miệng hút rất là lớn này. Đây, miệng hút lớn này. Miệng thổi nó là kích thước ở đây này. Đây là miệng hút nhé. Đường kính của nó sẽ là 26 này. Còn miệng thổi của nó sẽ là kích thước là 23 nhân với là 11 nhé. 23 nhân với 11 cái hình chữ nhật đấy. Đấy. Bác nào cần con quạt này về chế cháo thì có thể inbox qua cho em nhé. Ở đây thì em có quạt hút đó là mã số 1 các bác này. Đấy. Quạt hút mã số 1 giá là 1.950.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Đấy. Các bác nào về dùng biến tần hoặc dùng tụ đều được nhé. Dùng tụ thì có thể bảo em đấu tụ. Còn các bác nào dùng biến tần 3 pha thì 3 pha 220 hoặc 200 thì có thể sử dụng nhé. Nó thoải mái luôn sử dụng cho các bác này. Đấy, các bác về dùng biến tần thì nó sẽ bền hơn về dùng tụ các bác nhé. Đấy, mã quạt hút số 1 giá là 1.950.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có cái con quạt hút số 2 các bác nhé. Đây, con quạt hút 2 này. Giá là 2.900.000 đồng một con này các bác nhé. Con này là của Hàn Quốc sản xuất này. Đây, thông số của nó. Đây. Nó em sẽ đo kích thước một chút nhé, vì nó khá là nặng. Đấy. Nó khá là nặng và to, nó chiếm luôn cả cái màn hình này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó này, nó là khoảng là 45cm nha, em tính ra cái miệng thổi này. Chiều cao của nó này, để em tính hết đến cái đầu miệng thổi này nó cũng là 45 nhá. Có nghĩa là hai chiều nó là như kiểu là vuông luôn các bác nhé. Vuông luôn. Và cái chiều dày của nó này là khoảng 30cm nhé. Chiều dày khoảng 30cm thì em tính từ cái mặt này, từ cái mặt này ra tận cái chỗ động cơ này là 30-31cm ở đây nhé. Còn cái chiều dài và chiều rộng là 45 này, em tính ra cả cái miệng hút này, miệng hút và miệng thổi nhé. Đây. Chiều cao này lên tận nó cũng là 45 các bác nhé. Đấy, em tính như thế cho nó dễ. Đấy. Cái đường kính của cái đầu miệng thổi này nó sẽ là 24,5cm các bác này.
24,5 cm, nhưng thực tế nó không đến 24,5 cm cái miệng thổi đâu, vì ở đây này miệng thổi bên trong thì nó là hình vuông đấy. Còn cái miệng hút này, miệng hút thì nó đường kính cũng như thế thôi. Miệng hút thì đường kính nó cũng không khác gì nhau đâu, là 24,5 các bác nhé, 24,5 đây các bác này. Đấy, một miệng hút và một miệng thổi. Đấy, rất là to các bác nhé. Con này động cơ nó rất là to này. Đấy, tổng cân nặng của nó phải hơn 20 kg các bác nhé, 20 kg một con quạt. Đấy. Rồi, ở đây thì em sẽ cho nó nằm xuống, em đo cho các bác kích thước một chút, cho các bác thông số vì nó khá là nặng nhé. Để như này cũng được. Trước tiên là cái động cơ này, đường kính của cái động cơ này nó sẽ là 18 cm nhé, đường kính động cơ là 18 cm, rất là dày. Con này được làm bằng nhôm nhé, động cơ của nó được làm bằng nhôm này. Đấy, đây là cái thông số các bác nhé, thông số của nó này, nó sử dụng điện 1 pha 220V các bác nhé, chuẩn 1 pha 220V zin nhé. Đấy, tần số 50Hz thì chạy công suất là 760W này, và tần số là 60Hz thì là 1145W. Ở Việt Nam thì mình dùng điện 220V và 50Hz, công suất của nó là 760W nhé. Tốc độ hút của nó này 53 m³/1 phút, có nghĩa là 1 phút nó hút được 53 m³, nên rất là mạnh các bác nhé, rất là mạnh. Đấy, trọng lượng này 20kg này, trọng lượng 20kg các bác nhé. Ở đây thì nó có thể có cái thông số vòng bi luôn các bác này, 60 6204 ZZ này. Nếu mà hư vòng bi các bác có thể là mua, nhìn mã đây mua luôn, không cần phải tháo ra các bác nhé, rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc này, sản xuất tháng 12 năm 2014 các bác nhé. Đấy, công suất là 760W các bác nhé. Đấy, đây có chiều này, cái chiều này, mũi tên này, có nghĩa là đặt cái chiều này xuống này. Đấy, đó. Ui, nó rất là nặng các bác nhé. Đây, mã quạt hút số 2 giá là 2.900.000 đồng nhé. Đây các bác này, nó ra 2 dây. Đấy, con quạt nào sử dụng điện 220V nó cũng có tụ cả thôi các bác nhé. Đấy, đây. Đấy, ra 2 giây thì em sẽ cắm điện nhé. Nó cũng rất là mạnh cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn siêu mạnh luôn. Đấy, con quạt có 760W thôi nhưng mà hút thổi rất là mạnh các bác nhé. Đấy, con quạt hút số 2 các bác này, giá là 2.900.000 đồng một con này cho các bác nhé, 2.900.000 đồng. Đấy, tiếp theo thì ở đây em có những cái mã, có những cái ke góc chữ A các bác nhé. Rồi, em có những cái ke góc chữ A này. Đấy, ke góc này thì được đúc nguyên khối các bác nhé. Đây, họ đúc nguyên khối như thế này này. Đấy, không phải lắp ghép nhá. Và ở trên ke góc thì nó sẽ có 2 cái lỗ, một cái ở đây và một cái ở đây này, để có thể là bắt ốc vào. Đấy, kích thước của nó nhá, cái bản này, cái bản rộng là 4 cm hai mặt này, hai mặt sẽ là 4 cm đều nhá. Đấy, các cạnh của nó sẽ là dài là 5 và 5 cm nhá. Đấy, độ dày của ke góc này nó sẽ là 9 mm nhá, 9 mm. Ở đây thì có những cái rãnh lỗ này, các bác về muốn bắt ốc ở đây này, các bác ta dùng cái mũi khoan taro ấy, các bác khoan vào đây là các bác có thể siết ốc được ở đây nhá. Đấy, nó rất là nhiều tác dụng, các bác về làm những ke, những cái bộ góc vuông các kiểu nhá, nó hình chữ A như thế này, nhưng ở bình này nó sẽ vuông góc các bác nhá. Đấy, em bán theo combo. Đấy, một combo là 10 cái thì sẽ có giá là 120.000 đồng các bác nhá. 10 cái ke góc như thế này, nhôm rất là dày nhá. Hàng tháo máy này, nhiều chỗ nó sẽ có vấn đề như xước xước một chút và móp móp một chút như thế này nhá. Đấy, rồi, mã ke góc chữ A sẽ có giá là 120.000 đồng, 10 cái như thế này các bác nhá. Combo 10 cái 120.000 đồng, mã ke góc chữ A cho các bác. Tiếp theo thì ở đây em có những cái móc nhôm các bác nhá. Cái móc nhôm này thì họ treo cho những cái loa Bluetooth bé bé này, loa JBL ấy, JBL của nước ngoài nhé. Họ móc cho những cái loa. Đấy, chất liệu được làm bằng nhôm các bác nhé, chất liệu được làm bằng nhôm rất là đẹp này. Về các bác có thể về móc những cái chùm chìa khóa các kiểu này, tránh có thể bị rơi rớt nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy,
kích thước sơ bộ ba cạnh của nó sẽ này 5 nhân 5 và nhân với 5 nhá. Đấy, như kiểu là nó một cái tam giác thôi. Đấy. Đấy, đường kính của nó sẽ là 7 mm nhá. Đấy, đường kính của cái nhôm tròn này sẽ là 7 mm nhá. Đấy, trong cái móc này thì nó sẽ có một cái lò xo thôi. Đấy, cơ cấu thì nó cũng bình thường. Đấy. Đó, móc của những cái bộ loa JBL các bác nhé, rất là nhiều. Đấy, giá là 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhé. 50.000 đồng combo 10 cái có giá là 50.000 đồng. Móc nhôm này. Đấy, móc nhôm loa JBL các bác nhé, 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhé. Tiếp theo ở đây thì em có rất là nhiều ốc cho anh em nhé. Ở đây thì em có những con ốc lộn xộn này, ốc từ M2, M3 đến M8 sẽ lẫn một vài con M10 nữa anh em nhé, sẽ giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. Đây, ốc thì ốc bằng thép anh em nhé. Nhiều khi nó sẽ lẫn một vài con, nó sẽ là ốc inox ở đây này. Đây, nó sẽ lẫn một vài con nhé. Đấy, đa số là bằng thép anh em nhé, ốc bằng thép và sẽ lẫn những con eku, con lông đèn như thế này này. Đấy, nó sẽ lẫn những con lông đèn. Đấy, to nhỏ lẫn lộn anh em nhé. Cái này là em bốc xô. Đấy, nên mà không ngồi chọn rất mất thời gian anh em nhé. Đấy, cái này là bốc xô cho anh em nhé. Đây. Đấy, nó sẽ có lẫn những cái con ốc inox này. Đấy, mình nhìn là mình biết là những con nó sẽ ốc inox, nhưng mà sẽ không ngồi nhặt rồi nhé, ngồi nhặt rất là lâu vì bên em đây có riêng ốc inox ở đây cho anh em rồi. Đấy. Rồi, những ốc lộn xộn của hàng ốc thép anh em nhé. Đấy, hàng sạch sẽ nhé. Sạch sẽ này, không han rỉ nhé. Giá là 80.000 đồng 1 kg cho anh em nhé. 80.000 đồng 1 kg loại ốc lộn xộn này. Đấy. Tiếp theo thì ở đây thì em có ốc inox nhá. Ốc inox thì nó sẽ là giá là 100.000 đồng 1 kg nhá. Nó cũng lộn xộn từ M2 đến M6, M7, M8 gì đấy. Đấy, nó ốc lộn xộn nhá. Nhưng mà nó lại lẫn một vài con ốc thép nhá. Lâu lâu nó sẽ lẫn một vài con anh em nhá. À, chắc chắn là nó sẽ không sạch được 100%. Nó chỉ được 98-99% thôi. Chắc chắn là sẽ lẫn được một vài con, không may nó lẫn một vài con anh em nhé. Đấy, ốc inox nhé. Đấy, giá là 100.000 đồng 1 kg. Đấy, ốc inox thì họ đa số thì sẽ làm bằng ốc 201 là nhiều anh em nhé. Đó. Tiếp theo ở đây thì em có loại ốc một kích cỡ này, bằng thép nhé, ốc M8 nhé. Đấy, cái loại này là ốc một kích cỡ này, ốc M8 này, có giá là 80.000 đồng 1 kg này. Đấy. Ở đây thì nó cùng một kích cỡ là M8 và chiều dài toàn bộ của nó sẽ là 2,8 cm nhé. Đây, chiều dài toàn bộ của nó sẽ là 2,8 cm nhé. Còn mình cái phần gen này, nó sẽ dài là 2 cm nhé, 2 cm phần gen. Đấy, đây là ốc M8 anh em nhé. Ốc M8 sẽ có giá là 80.000 đồng 1 kg nhé. 80.000 đồng 1 kg. Đấy, cái loại này chỉ có một loại này và chiều dài y hệt như thế anh em nhé. Ốc M8 80.000 đồng 1 kg. Tiếp theo thì ở đây thì em có ốc lục giác. Đấy. Ốc lục giác nhưng nó là thuộc dạng màu đen nhé, bằng thép và anode màu đen nhé. Nó được anode màu đen. Đấy. Và nó vẫn lẫn những con e lông đen này. Nó lẫn rất là nhiều những con lông đen như thế này nhé. Đấy. Ốc lục giác màu đen này, giá là 40.000 đồng 1 kg nhé. Nó bằng thép thôi, nhưng là nó màu đen, nhìn nó sẽ lộ ra những cái vị trí mà bị han rỉ anh em nhé. Đấy. Hàng thì cũng sạch sẽ, vẫn có tỷ lệ nhé, vì tại vì là ốc đen nên mà chỗ han thì nó sẽ nhìn rất là dễ như này này. Chắc chắn là sẽ có những con bị han rỉ như trên hình anh em nhé. Đấy, ốc vẫn là lộn xộn từ M2 đến M8, sẽ lẫn một vài con to hơn nhé. Đấy, đa số là ốc ngắn một chút thôi anh em, về sử dụng chế cháo đồ nhé. Giá là 40.000 đồng 1 kg ốc lục giác đen này, ốc lộn xộn nhé. Tiếp theo này, ở đây thì em có những cái con lùa hoặc gọi là con eku này, những con lùa trong những cái thanh nhôm định hình nhé. Đấy, lùa này thì cũng là thuộc dạng cho những cái thanh nhôm định hình kích thước là 4x4 anh em nhé, kích thước là 4x4. Đấy, 4x4 hoặc là lớn hơn anh em nhé. Đây, nó chỉ là thuộc dạng cái chốt như thế này thôi.
Đấy. Lùa vào trong những cái thanh nhôm để có thể là bắt cố định những con ốc anh em nhé. Đấy. Giá là 100.000 đồng 1 kg nhé. 100.000 đồng 1 kg loại như thế này. Đấy. Mã Eco nhé. Giá là 100.000 đồng 1 kg cho anh em nhé. Tiếp theo ở đây thì em có những con lùa này. Con lùa cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé. Kích thước 4x4 nhé. Đấy, ở đây thì rất là nhiều những cái lỗ ốc nhé. Và cái này là em bốc xô anh em nhé. Ốc này có M4, M5, M6, M8 anh em nhé. Có M4, M5, M6, M8 này. Đúng rồi, M4, M5, M6, M8 bốc xô cho anh em nhé. Anh em về gắn những con lùa vào những thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Đấy, lùa nhôm 4 này nó sẽ có giá là 130.000 đồng 1 kg nhé. Những con lùa của thanh nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé. Giá là 130.000 đồng 1 kg cho anh em. Tiếp theo thì có những cái bộ ke góc nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Ke góc nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 này. Đấy. Kích thước của nó thì bản rộng nó sẽ là 3,5 cm này, chiều này là rộng 3,5 này. Đấy, chiều này là 4 và chiều này cũng là 4 cm nhé. Ở giữa thì nó sẽ có một cái ngấn như này vô lên để nó nằm vào giữa cái thanh nhôm định hình anh em nhé. Đấy. Giá là 100.000 đồng 30 cái ke góc nhôm 4 nhé. Ke góc nhôm 4 sẽ có giá là 100.000 đồng 30 cái nhé. Anh em mua hàng thì có thể chụp ảnh này, gửi hình qua Zalo cho anh em nhé, cho em nhé. Và có thể là gọi điện qua số điện thoại em để dưới góc màn hình nhé, hoặc là nhắn tin đều được. Anh em gọi điện, nhắn tin hoặc gửi hình qua Zalo, số điện thoại là 0353730000 anh em nhé. Đấy, ke góc nhôm 4 thì có giá là 30 cái 100.000 đồng, 30 cái 100.000 đồng. Đấy. Anh em mua hàng tất cả các loại ốc này, anh em có thể chụp ảnh này. Đấy, anh em có thể chụp ảnh nhé, gửi hình qua Zalo này, hoặc anh em có thể nhắn tin này, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0353730000 giúp em nhé. Đấy, anh em đang theo dõi video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Đấy, video hôm nay thì em xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.